Hồi tối có một gia đình rất là quý nhà Đức, mà cũng nhiều gia đình lắm á. Cả gia đình 4 người, 2 chồng 2 đứa con gái lớn, học ở lớp đệ tử quy xong đi ra. Ông chồng đến, ông nói chuyện những đứa câu, nói là con biết thầy mấy năm nay, nghĩa là con chưa bao giờ quy y ai chứ. Gia đình của con là rất là muốn quy y với thầy. Những đứa nói thua, quy y những đứa là thua. Mà anh này nói một câu, anh nói cũng có lý, nói một câu. Con thì con nghĩ rằng quy y với một người nào, người đó ta hướng dẫn mình tu, thì mình cùng đi với con đường với người đó. Chứ nếu như mà con quy với một người mà người ta không có phương pháp gì tu hết trơn, vậy thì bây giờ con làm ngược lại lương tâm, con thấy cũng khó xử. Thà con chưa quy nhưng mà con rất là mong thầy quy y cho gia đình của con. Nhưng Đức nói à, để chờ cơ hội đủ duyên cho tính làm sao. Nhưng Đức thường ưa nói câu vậy, quý vị biết, nhớ nè, chúng ta dù là chưa quy với bất cứ một vị thầy nào ở thế gian này, nhưng nếu quý vị là người chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc là quý vị quy với Phật A Di Đà. Nhưng quý vị quy với Đức Phật A Di Đà nó không có trở ngại. Quy với những đức có trở ngại. Vì sao? Vì là phàm phu, phàm tăng. Đúng không? Phàm tăng này nó sẽ có sự trở ngại với quý vị. Bây giờ nó còn cái tâm tu thì nó hướng dẫn quý vị tu. Nhưng nếu như mai mốt mà nó không tu nữa, quý vị phải đi theo nó. Là nó tu thì sao? Quý vị phải theo Iran vậy luôn. Đây là cái sự trở ngại rất là lớn cho cuộc đời tu của mình. Có rất là nhiều người họ quy với một vị thầy, họ quý một vị thầy. Vị thầy đó tu sao họ theo vậy, ông thầy đó chuyển sao họ chuyển vậy, ông thầy đó nói sao họ nghe vậy. Đây là cái sự trở ngại cuộc đời quý vị rất là lớn. Những đứa không có mong quý vị phải làm như vậy đâu. Có nghĩa là những gì những đứa hướng dẫn quý vị là tự quý vị phải phát xuất được cái khả năng, phát huy được cái sự tu học của chính mình. Hiểu không? Mình phải làm sao đem Phật pháp để áp dụng trong cuộc đời của mình để mình được sự lợi ích. Chứ con đường này những đứa không có nắm dẫn quý vị đi đâu, cũng không có xỏ mũi quý vị để kéo quý vị theo, không có. Nhưng mà những đứa muốn đem Phật pháp này để chia sẻ cho quý vị thôi, để cho quý vị được lợi ích thôi. Vì lời này cũng Phật dạy mà, Phật không có xỏ mũi bất cứ một người đệ tử nào dẫn đi chứ, không bắt buộc người ta. Nhưng chúng ta là người đủ duyên đưa một phương pháp để cùng tu hành thôi quý vị. Còn những đức thì những đức không có muốn quy y cho bất cứ một người nào hết trơn á. Những đức mong quý vị y với lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đi, quy y với giáo chủ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi. Rồi chúng ta chân thật niệm A Di Đà Phật, đó là chúng ta quy chân chánh mà nó không có dính một cái hình thức gì ở thế gian này. Dù là ông thầy đó bây giờ còn tu thì cũng được, mà ông thầy đó bây giờ không tu nữa hay ông làm sai cái gì chúng ta cũng không có thất vọng. Vì sao chúng ta không bị thất vọng là vì sao? Vì mình không có hy vọng. Không có hy vọng nặng nề ở cõi đời này thì không có thất vọng. Quý vị đừng bao giờ nhìn trước mặt quý vị là một người tu hành đặc biệt gì nghe. Chưa biết trong cái nội tâm người ta làm sao đó quý vị, chưa biết cái phía sau của cái vách màn kia người ta đang làm cái gì đâu. Chưa có biết được, vì những đức đang thấy mình vẫn còn nhiều điều sai quấy. Nên quý vị đừng bao giờ cho rằng những đức là một người tiêu chuẩn gì đặc biệt. Không có đặc biệt. Những đức thấy đặc biệt nhất là quý vị quy với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, niệm A Di Đà Phật. Nhớ đó. Thì có 2 vợ chồng và có 2 đứa con gái đây đó. Hồi tối gặp những đức không có nói mấy chuyện này, nhưng mà những đức nói chung cho tất cả mọi người nghe là cuộc đời những đức là như vậy đó. Tại vì những đức thấy cái cuộc đời nó thăng trầm đó quý vị à. Chúng ta bữa nay ngày mai ai biết được như thế nào. Sống với cái cuộc đời này mà nó không biết được ngày mai đâu. Chúng ta nên sống ngày hôm nay cho thật là tốt đẹp. Ngày hôm nay cho thật là vui đi. Niệm Phật là quy y rồi, cần gì chúng ta nặng nề chuyện này. Còn nếu quý vị muốn quy y ai cũng được, không có sai. Nhưng không quy y mà niệm Phật cầu sanh cực lạc cũng được vãng sanh nữa. Nhớ nghe. Không quy y bất cứ một vị thầy nào ở thế gian này mà chân thật niệm ai với đạo Phật cầu sanh cực lạc, phẩm vị cao hay thấp là do chính công phu quý vị. Không có trở ngại gì cái chuyện quy y hay không quy y. Quy y là quay về nương tựa. Chúng ta chân thật tu hành sửa đổi lỗi lầm. Dù là chưa nói tiếng quy y, nhưng thật sự chúng ta đã quay về nương tựa Phật Pháp và Tăng. Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giác ngộ, Pháp là giáo Pháp Ngài để lại, Ngài chỉ dạy mình tu. Như thời Mộc Pháp Tịnh Độ tu thành công. Và Tăng, Tăng là gì? Tăng là chúng ta nói, Tăng là Bồ Tát. Chúng ta tu Tịnh Độ chúng ta nói Tăng là ai? Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Chúng ta quy y Bồ Tát Quán Thế Âm là quy y tự tánh từ bi tha thứ. Chúng ta quy y Đại Thế Chí Bồ Tát là quy tự tánh trí tuệ. Từ bi phải có trí tuệ và trí tuệ phải có từ bi, đó là quy y Tăng. Quy Pháp là Pháp Môn Tịnh Độ. Quy Phật là sự giác ngộ của Đức Thế Tôn đã chỉ chúng ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đây là quy chân chánh Phật Pháp Tăng.
đúng không? Nguyên lý này rất rõ ràng, quý vị không có một sự trở ngại gì cả. Vì những đức không lẽ không biết những đức bằng quý vị biết những đức sao? Những đức là người biết mình nhiều nhất hơn quý vị biết những đức đó. Tất cả những cái gì những đức nghĩ và làm những đức biết hết. Nên quý vị không biết bằng những đức biết những đức. Nên quý vị quy y những đức là không bằng quy Phật. Nhớ vì sao? Vì những đức sẽ có những cái thứ sai lầm. Và cuộc đời những đức cũng có sự vấp ngã, chưa biết có đứng nổi hay không. Đúng không? Như vậy thì quý vị phải biết rằng quy những đức là có sự thất bại. Nên những đức mong quý vị đừng có cái tâm nghĩ này. Có thể gặp đủ duyên, chúng ta chia nhau một cái tên thì được. Những đức kết duyên một cái tên thì được. Không bao giờ nói cái chuyện thầy bà với ai. Quý vị có bao giờ nghe những đức nói chuyện mà xưng thầy với ai không? Chưa bao giờ. Những đức mắc cỡ nhất là xưng thầy. Vì sao? Không xứng đáng. Nói đây là nói bằng một câu rất chân thật, không phải là mà nói mà bằng một cách nói mà nó khiêm nhường khiêm gì, không có khiêm nhường. Tôi là ngã mạng với khiêm nhường cái gì? Nên cảm thấy rằng là mình không xứng đáng làm thầy, quý vị à, chưa xứng đáng đâu. Nó chỉ là đủ duyên cảm thấy rằng là làm một việc tốt, một việc thiện mà cảm thấy rằng là thấy có ý nghĩa thì làm thôi. Chứ cái gì đâu mà hay ho gì đâu. Thật sự mà nói buông ra thì không có một cái gì cả. Nắm câu Phật hiệu thì có hết tất cả. Buông câu Phật hiệu thì không có gì chứ. Nên những đức nói rằng là thành tựu được cái việc thế gian pháp và xuất thế gian pháp, một câu Phật hiệu này. Và tiêu trừ nghiệp chướng cũng là gì? Một câu Phật hiệu này. Một câu Phật hiệu này sẽ giải quyết hết tất cả những vấn đề trong cuộc đời chúng ta đó. Tin không? Nhớ nè, pháp môn tịnh độ này quý vị khó tin là ngay chỗ nào quý vị biết không? Là dễ quá. Bây giờ mới khai quật được chỗ này. Những đức đã từng ngồi một mình hỏi chính mình, vì sao nhiều người niệm Phật bỏ cuộc? Dễ quá. Đúng một nguyên lý, dễ quá mà bỏ cuộc. Người mà có thể tu pháp môn tịnh độ này mà tu cả đời không thay đổi, chỉ đúng một nguyên lý gì? Người đơn giản làm dễ khỏe hơn làm khó. Làm dễ khỏe hơn làm khó. Giống như có một lần những đức gặp một người này thông minh vô cùng. Những đức hỏi họ: tôi hỏi ông, không cộng không là mấy? Tự nhiên ông đó nói suy nghĩ. Vì đức nói thứ ngốc vô cùng, không cộng không là mấy, tự nhiên suy nghĩ. Cái thằng ba trợn vậy nó cũng trả lời mau hơn mày nữa. Hỏi lại, không cộng không là mấy, trả lời liền đi. Để suy nghĩ một chút. Đúng là thông minh kinh khủng luôn. Mà tự nhiên không lẽ không cộng không là không? Không bao giờ. Ông thầy Đức này ông hỏi không bao giờ có chuyện không cộng không là không. Nếu không cộng không là không vậy ai hỏi làm chi? Phải có nguyên lý bên trong. Ảnh suy nghĩ vậy đó. Nhưng Đức hỏi bằng mấy? Bằng một. Nó vô duyên. Tôi hỏi ông 1000 cái không nó cũng là không nữa. Đó nó là không mà cộng với cái gì mà thành ra số? Nó là không mà. Không là không có, ông hiểu không? Ông đừng có đem cái sở học ông để vào cái chữ không này. Cái sở học bỏ vô không nó không có gì chứ nha. Hiểu không? Ông đem cái sở học mà ông tính cái không này á, là ông tính ra tình chấp, ông hiểu không? Nên cuối cùng không cộng không là một. Như Đức nói ông ba trợn, không cộng không là không. Thấy chưa? Nó phải thông minh hại thông minh chưa? Nên con người quý vị đừng bao giờ nghi ngờ người ta nhiều quá. Có khi cái nghi ngờ quý vị lật ngược quý vị đó, hại mình đó. Pháp môn tịnh độ này là không cộng không là không đó. Cái người nào mà nói được cái câu không cộng không là không, một cộng một là hai, thì quý vị sẽ thành công. Không nói chứ nha. Pháp môn tịnh độ là dễ vậy đó. Nó không có cái gì lắc léo bên trong chứ nha. Niệm A Di Đà Phật là sanh cực lạc à. Người ta nói không tin nổi đâu, gì đâu mà dễ dữ cái trời. Gieo nhân nó phải làm sao nó thành quả thù thắng chứ. Không phải. Riêng tịnh độ này là cái nhân cái quả là Phật A Di Đà đã tạo sẵn hết luôn. Nên mới nói là niệm câu Phật hiệu là lấy cái quả giác của Phật làm nhân tu cho mình đó. Hiểu không? Còn ngoài pháp môn tịnh độ là thánh tạo môn, là quý vị phải hoàn toàn gieo nhân và thành quả, là quý vị phải hoàn toàn tu. Còn riêng tịnh độ là nhân quả đã tương đồng, giống như một bút sen vừa ra hoa là có quả liền. Quý vị coi sen phải đúng không? Nên từ nơi đó riêng tịnh độ này là thành quả là có sẵn. Chỉ cần lấy cái quả giác của Phật A Di Đà là câu Phật hiệu
Ngài nói niệm ta, ta tiếp dẫn. Niệm là nhớ ta, ta đến tiếp dẫn. Quý vị nghĩ đi, một con người có tâm từ bi, quý vị gọi, gọi người ta tên, đúng tên người ta thì người ta sẽ đến. Còn nếu như quý vị gọi không đúng tên, không lẽ người ta đưa cái mặt dày đến làm gì? Phật A-di-đà cũng vậy thôi. Quý vị gọi Ngài A-di-đà Phật đến cứu con khổ quá, đến cứu con. Ngài nói à, đúng lúc, đúng nơi ta sẽ đến liền. Cứ gọi đi, nhất định ta sẽ đến. Thì niệm ngày ngày nhất định sẽ đến. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn mình thì nói sao A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật hoài mà không thấy đến. Ngài nói rằng chưa đến lúc đến. Con đang ở cái cõi đời này mấy chục năm, 70-80 năm gì đó, ngày đó ngày đó con đến lúc phải đi, ta sẽ đến. Con cứ niệm đi, ta đến. Nhưng mà mình nói bây giờ con khổ quá, con muốn đi liền. Phật nói không có được, ta đâu có phan duyên được. Con người nó có thọ mạng và cái trả nợ của người ta. Thì đến lúc người ta trả nợ xong, người ta đến thọ mạng thì ta đến. Mình nói con muốn đi liền, Phật nói tao bỏ tay. Mày muốn vậy thì tao bỏ tay thôi, chứ tao chịu thua, chống cơm. Mày làm cái chuyện gì mà kỳ cục quá. Mày thiếu nợ người ta mà mày không chịu trả đâu. Mày muốn quỵt nợ, mày kêu tao rước mày đi. Bộ tao chung tay với cái ác đó mày. Mày thấy không? Trả lời mày thấy gọn ghẽ khỏe chưa? Vậy mà tao không chịu nghe. Người ta nói rằng con phải làm cái gì khó khăn. Ờ, làm khó khăn đi. Không, con niệm một câu Phật hiệu chưa đủ đâu. Con phải tu cái này cái kia, trì chú đồ tim. Thì cái đó là ta thích. Thì Phật nói, nó thích gì thì nó làm vậy đi. Thì mày làm vậy thì mày làm tới tiêu chuẩn luôn. Thì mày sẽ không được giảng sanh nữa. Nó phải tiêu chuẩn hết tất cả các môn tu. Hiểu không? Nếu như quý vị niệm một câu A-di Đà Phật, thì quý vị thành tựu một câu A-di Đà Phật là đúng cái nguyện của Phật dễ lắm. Nhưng nếu quý vị mà thêm cái gì ngoài A-di Đà Phật là quý vị đạt tiêu chuẩn đó. Phải đạt tiêu chuẩn gì đó là thánh đạo môn rồi. Nên rất là nhiều người tu tịnh độ mà người ta đều tu về pháp tự lực hết trơn. Mà chính người ta cũng không biết nữa. Trong khi cái pháp môn tịnh độ này là pháp nhị lực. Nhị lực là chúng ta hoàn toàn nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà để được tiếp dẫn. Nào, phải nhớ mình không có khả năng gì hết trơn á. Nếu như quý vị nghĩ mình không có một khả năng gì hết thì quý vị sẽ được giảng sanh liền. Chỉ cần quý vị không có một khả năng gì để được giảng sanh, là con được giảng sanh là nhờ con niệm Phật, Phật rước thôi. Nói rồi xong chúng ta về thế giới cực lạc tiếp tục học tập tu hành nữa. Ôi, nghĩ đến cái chuyện niệm Phật của mỗi ngày để về cực lạc nó sướng lắm. Sướng lắm quý vị. Thí dụ như có những người, người ta ở Việt Nam mà ngày xưa mà lúc mà người ta mà được rước ở bên Mỹ mà sắp sửa mà đi qua Mỹ, trời, trong lòng người ta dạt dào lắm quý vị. Người ta đang mơ mộng cái nước Mỹ nó làm sao nó đẹp trong cõi lòng người ta lắm, hiểu không? Nên người ta sắp sửa đi qua bên Mỹ, người ta mừng, người ta vui lắm. Nó giống như một người mà cứ vợ mà sắp sửa rước vợ về nhà mừng trời. Nó mừng dữ lắm luôn á. Thì giống như bây giờ cái tâm trạng mà quý vị mà nếu niệm Phật mà có cái tâm muốn giảng sanh á, thì nhất định quý vị sẽ rất mừng khi niệm Phật. Nhớ câu này, niệm Phật là mỗi niệm muốn giảng sanh cực lạc. Muốn giảng sanh cực lạc thì mỗi niệm là nhớ A Di Đà Phật. Thấy không? Hai cái này nó là một nguyên lý hết. Nhưng mà niệm A Di Đà Phật để sanh về cái cảnh giới của Phật. Nhớ cảnh giới của Phật thì nên niệm A Di Đà Phật. Chỉ có nhiêu à. Mà người ta nói bây giờ con phải làm thêm cái gì để tiêu trừ nghiệp chướng. Trong khi trong kinh giáo Phật nói rõ ràng, nghiệp chướng hình tướng, nó không có hình tướng. Nghiệp chướng nó không có hình tướng. Nếu nó có hình tướng thì tặng hư không khắp pháp giới cũng không có chỗ chứa. Vậy mà mình nói rằng bây giờ con phải tu làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng. Đơn giản như cái câu đầu nói thôi. Đừng quay lại là tiêu trừ nghiệp chướng. Vì làm được không? Tập đi. Chỉ cần nhớ Phật rồi từ từ nó sẽ phát xuất được cái tâm thức sáng suốt hiểu biết đó ra. Rồi nó không quay lại nữa. Dù nó có quay lại cũng không chấp luôn. Nó giống như nó quay lại cũng không chấp nó thì cũng đạt nữa. Nhưng mà là do gì chính mình chấp nó thì nó phiền não. Chấp nó phiền não. Con tôi, chồng tôi, của tôi, nhà tôi. Có nghĩa là chấp là chúng ta quét dọn giữ gìn. Nhưng trong cái quét dọn giữ gìn này là nó trong một cái hoàn cảnh đó là đủ duyên. Chúng ta đang quét dọn đó là đúng nguyên lý. Nhưng chúng ta khi bị người ta lấy mất đi rồi, chúng ta sẽ không bao giờ đi giật lại. Không đi giật lại mới là đúng cái chỗ không chấp. Còn cái chỗ mà quan tâm khi mình đủ duyên là đúng nguyên lý. Quan tâm cho mình đủ duyên thì giống như là vợ chồng quan tâm nhau là đúng nguyên lý. Nhưng mà khi vợ hay chồng xa nhau là không buồn không chấp là đúng buông xuống. Đó. Này tuy nó đơn giản vậy đó. Nhưng mà cái bên trong của nó, cái lý nó sâu. Nó rất là sâu, cái lý bên trong của nó nằm trong á.
đó. Nên quý vị nói tu không tịnh độ một câu ai là Phật niệm chổng chổng không hiểu gì hả? Không phải không hiểu, không hiểu sao niệm Phật. Cái người không hiểu cái gì hết trơn thì cái người này chắc chắn là người này không chịu niệm Phật, tại vì họ sẽ bỏ cuộc thôi. Nên quý vị nếm được cái hương vị một chút của câu Phật hiệu thì quý vị sẽ niệm Phật. Dù nói rằng mình không biết cái gì nhưng mà thật sự biết cái lợi ích của niệm Phật, hiểu không? Biết cái sự lợi ích của niệm Phật thì không bỏ câu Phật hiệu đâu. Nó nhớ nghe, quý vị ngồi đây và khắp nơi nơi nghe nhớ nè. Niệm Phật là Phật tiếp dẫn à, chỉ cần nhớ Phật thôi thì nghiệp gì cũng tiêu. Chỉ cần nhớ Phật thôi. À, hôm qua dù chồng đánh như Sydney vậy đó, đá hứ hứ lên gối cho chỏ bóp bóp. Ông này nghe mê. Cười quá trời luôn. Nên từ nơi đó, quý vị dù bị bóp 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 bóp, nắm tóc quay vòng vòng như vậy. Nhưng quý vị chỉ cần nhớ A Di Đà Phật, quý vị xong rồi quý vị nói A Di Đà Phật, em trả xong một món nợ rồi đó. Cảm ơn. Trả món nợ này là quả báo, nghe thầy nói quả báo. Giống như lúc trước mà ông chồng đánh còn giận hờn bực bội khó chịu, bữa nay ông chồng đánh cái mặt bình thường, ông hỏi bà lúc này bà tu cái môn gì mà sao tôi đánh mà bà không bực bội chút xíu nào chứ. Bà nói quả báo đó. Thầy nói quà báo đó. Ông nói quà báo gì? Nói quà báo phải trả thời gian. Thầy nói rằng trả quà báo thì không dính quả báo. Nên tôi bây giờ thôi, ông đánh tôi sao tôi cũng vui với quà báo đó nghe. Ông nói tôi không biết bà hiểu bà nói cái gì luôn. Thôi kệ bà đi, miễn bà đừng có bực bội là được rồi. Nó thấy không? Quà báo thấy không? Quà báo tránh quả báo. Ví dụ như vợ thế gian chồng búp 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 cho chỏ lên gói, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn là chúng ta ở trong tam đồ ác đạo mà quỷ sứ nó cầm mũi chỉ nó chọt chọt chúng ta, cầm dao nó chặt đầu sẹt sẹt lột da bỏ chỗ dầu, ôm cục đồng nó làm đủ chuyện ở trong cái địa ngục ở trên, đúng không? Nó là quả báo đó mới đáng sợ, mà nó dài thì cái dài đang đẳng vậy, hiểu không? Còn ở đây là quả báo là giỏi lắm, bị khiêu về cái chạy mặt chạy mày chút mai mốt lành mà không sao đâu. À, đừng có sợ nghe. Cũng có những cô đi bị chồng đánh với bộ, có không? Có ai dám đưa tay không? Thôi ơi, thì biết rằng có không? Có rồi. Nó phận gái 12 bến nước mà biết bến nào trong, biết sông nào đục, biết gũi hay mai. Gặp là chồng nào tốt hay xấu, đúng không? Ai biết được, có mà trong đây có cô bị chồng đánh dữ lắm á. Đánh mà còn cười nữa đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nên có cái bà kia, bà gặp như thế, bà nói thầy, con nghe thầy giảng, con nói đúng. Vì bà già nói đúng. Trời ơi, cầm cái máy như thế, bà nghe bà cứ cười hoài. Cắn tượng đặc biệt nhất là cầm cái máy như thế nghe mà cứ cười hoài. Rất là nhiều người nói cứ cầm cái máy nghe là cười giống điên vậy đó. Rất là nhiều người nói bộ điên hay gì à, mà càng nói thì càng cười. Nó ngộ thai như vậy đó, càng nói mình thì mình càng mắc cười. À, thì bà đến bà gặp những đứa, bà nói là thầy nói công nhận đúng. Những đứa hỏi đúng chỗ nào? Con nè bị quýnh te tua, thằng chồng con nó ghê gớm lắm thầy ơi. Những đứa hỏi nó ghê tới cỡ nào? Bà nói rằng mới cưới về, nó nói bữa nay trước khi động phòng đánh trước một cái. Đánh dằn mặt. Hỏi gì sao kỳ vậy? Dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Trời ơi, dạy cái này chịu không nổi thiệt. Chưa dần mới cưới về đánh giặt mặt. Bà nói rằng thầy ơi, con sống với chồng con gần 50 năm, có 2 năm cuối đời là ổng không đánh. Hỏi gì sao? Bà nói ổng bị tai biến nằm chỗ sâu đất. Đúng là ghê gớm thiệt chứ. Những đức nói vậy là 48 năm đánh hả? À, 48 năm đánh. Những đức nói 48 năm đánh là bà nhớ nha, là bà tiêu nghiệp. Nó còn 2 năm mà ổng không đánh là bà tăng nghiệp. Sao kỳ vậy thầy? Nói là thì bà nghĩ đi, ổng không đánh nữa mà bà mỗi ngày bà nắm tóc nắm tay ổng, bà lau mặt lau mày cho ổng, hiểu không? Rồi bà dính mắt ổng là nghiệp nó tăng á bà.
Còn 48 năm kia là bà muốn sanh cực lạc đó. Nó tại vì sao? Khổ quá. Khổ quá nên muốn sanh cực lạc, phải không? Còn 2 năm kia là bà bị dính mắc ngược lại đó. Coi chừng nghiệp tăng đó nghe. Vì coi 48 năm bị đánh. Những đức nói 48 năm bị đánh chắc là không có sanh con cái gì đâu. Vì bị đánh mà sanh con cái gì? Bà nói, trời ơi. Nghe thầy nói câu này con đau lòng lắm thầy ơi. Nó đánh thì đánh mà sanh thì sanh đó thầy. Thì đứng nói trời trời. Thì thương thì mới sanh con được. Bây giờ không thương mà nó đánh hoài sao sanh con. Nó đánh một chút rồi nó thương. Thầy ơi. Cũng kỳ cục ghê luôn. Nó đánh rồi nó thương. Thì nghĩ đi. Bà nói rằng kỳ lắm thầy ơi. Chồng con nó lạ lắm. Nó đánh xong rồi cái nào nó năn nỉ. Năn nỉ xong cái nó thương. Nó thương xong ngày mai nó nhậu gì nó đánh nữa. Nó đánh xong cái nó thương. Mà vậy đó mà con đẻ được 7 đứa. Thì thấy chưa? Nó khổ chưa quý vị? Đúng là nhàm chán thằng nữ thì chưa. Đánh mà phải sanh con cho người ta nữa đó. Sanh con đó. Có rất là nhiều cô nói rằng là chậu con sanh một lần cô tở tới già luôn thầy. Vậy mà hỏi mấy đứa? 4 đứa. Sanh một lần tở tới già mà 4 đứa. Thì vì sao? Vì cái lúc khổ đó tở tới già. Nhưng khi nguôi nguôi rồi thì quên. Phải không? Nên mấy ông phải thương người ta nghe chưa? Mấy ông mà đẻ thử nửa lần thôi mấy ông cũng chết. Thử mấy ông đẻ nửa lần đi. Đừng nói đẻ một lần. Trời ơi cái đẻ nó đâu có đơn giản. Trong kinh Du Lan Phật ví dụ đó không? Với người ta thường nói là không có cái đau nào bằng đau đẻ đó quý vị. Đau đẻ là đau nhất luôn á. Nó mấy cô nào đẻ biết gì đúng không? Chứ những đứa đâu có đẻ đâu những đứa biết. Nghe nói đau đẻ là đau nhất á. Đau nhất trong cái cuộc đời đau luôn, hiểu không? Nên từ nơi đó mà con cái nó thường gần với cảnh mẹ nhiều. Vì cái tình mẫu tử, cái sự mà cu mang 9 tháng 10 ngày. Và khi đẻ nó đau đớn mà mẹ gần chết mà sanh con á vị. Cái tình mẫu tử nó nặng nề lắm chứ không giỡn đâu. Nên mới nói là cổng cha cổng mẹ đi giáp hòn núi tu di đi chăng nữa cũng khó trả ơn được cho cha cho mẹ đúng không? Không chi mà bây giờ mà mình không nuôi dưỡng cha mẹ tội lỗi nặng cỡ nào trời. Thấy không? Mình bỏ bê cha mẹ là tội lỗi lắm đó nghe không? Này tội này nặng có tội nào nặng bằng tội này đâu. Nên tội nghiệp người phụ nữ, người đàn bà. Nên mấy ông phải thương vợ chân thật hết lòng. Nó nói rồi đẻ 3-4 đứa con, 2-3 đứa con là vất vả lắm á. Chứ không phải đơn giản đâu. Nên mình suy nghĩ càng suy nghĩ kỹ ra tội nghiệp người ta. Một lần mà sanh con là một thằng lần nó tổn hao nguyên khí chứ lắm không giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà cái người đàn bà mà đẻ nhiều nó mau xuống sắc nó già. Nên thí dụ như bây giờ người đàn bà này nhỏ người đàn ông 10 tuổi đi. Nhưng mà sống với người đàn ông là sao này vẫn là tương đối nhìn chung chung. Tại vì sao? Vì người đàn bà sanh đẻ nó mau già. Nó vậy mà khi người ta già người ta xấu mấy ông lại chê người ta là mấy ông có lỗi lắm phải không? Sống gì vô tình quá phải không ơi? Nên mấy ông mà ngồi ở đây mấy ông nghe gì rồi á. Về nhà mà gặp bà vợ mấy ông làm làm gì hôm nay em đi chùa vậy mà làm gì gặt cái đầu cười gặt cái đầu khùng quá vậy. Tôi nghe thầy nói rồi tôi hiểu rồi, bây giờ trước mặt bà tôi là thằng khùng. Nghĩa là quá cảm ơn, quá cảm kích phải không? Nên từ nơi đó là ngây ngô thôi chứ không có cái gì mà cả bực bội người ta nữa chứ. Chứ không có tính toán với vợ. Trong gia đình không có tính toán với vợ mình. Tối ngày không có làm được cái gì. Ở nhà không chỉ quét nhà quét cửa không có làm được cái gì. Đừng có tính toán với đàn bà vậy trời. Thấy không? Mình là đàn ông là cái bộ vai to để cho người ta nương tựa. Mà tính toán người ta gì? Tôi làm ra tiền cái gì cũng tiền là tôi không. Này cái tôi tạo ra sự nghiệp cuộc đời này tôi tạo ra không. Không có tôi là bà chết. Nói vậy nói lại nha. Không có bả không biết ông để vào chỗ nào. Nó giỡn nó trời. Nhà mà không có đàn bà thì quý vị nghĩ cái nhà nó làm sao. Đơn giản thôi cái chùa mà nó không có phụ nữ cũng không được. Bây giờ ví dụ như ngôi chùa này mà không có mấy cô trong chùa mình đi. Quý vị coi ngôi chùa nó khô khan lắm quý vị. Cái cảnh sống này khô khan lắm. Trên trời mà còn có tiên nam tiên nữ. Chỉ là không chỉ là cõi đời này hả? Đúng không? Người đàn bà người ta làm những cái việc nhỏ nhỏ mà cái việc này không có nhỏ đâu trời. Nếu để ý mà mình xuống dưới nhà ăn mà thấy mấy cô mình lau dọn bàn đồ nó dọn cơm đồ gọn ghẽ nha. Nó chu đáo. Không?
Tự nhiên cái người đàn bà nó hỗ trợ mình, một cái gia đình đặc biệt lắm. Mình đi đâu đi chứ mình quay về, nghĩa là không có chỗ để là gì, là mấy ông bung xè tùm lum chứ không có chỗ nào quy về đâu. Còn có người đàn bà là có chỗ quy về đó, dù mình đi đâu mình làm gì mình cũng quay về gia đình của mình á. Mình chở về nhà mình thấy gia đình mình dọn dẹp gọn ghẽ, rồi dọn ra ra cho mình một mâm cơm cho mình ăn là mình thấy đúng không, chỗ quay về đúng không. Nó còn nếu như mấy ông mà không có người đàn bà gì hết á, không có vợ á, thì tức khắc mấy ông đi làm xong mấy ông đi kiếm chỗ nào ăn nhậu mà nó không có gì nhà, tại vì về nhà thấy cô đơn quá nên thôi đi tìm bạn bè nhậu, nên làm như sạch nhách tiền chứ. Nên tại sao mà có đàn bà đàn ông là nó có một gia đình á, có gia đình là có cái chỗ này để quy về để mà có hạnh phúc, đó là cái chuyện của thế gian, hiểu không. Nó còn trong chùa chiền mấy quý vị coi cũng có phụ nữ chứ bộ, nó không dọn dẹp chùa chiền rồi nấu ăn đồ, nó lo lắng đó chưa. Nó có khi mà những đức đi vô nhà bếp đồ, nó chạy tung tăng gì, nó thấy nó cũng ước ác, nó cũng vui á. Tuy không có làm được cái gì mà nó cũng thấy vui, quý vị thấy không. Trời ơi, chứ không có luôn quý vị coi, nó khô kháng cảnh vật này vô cùng á. Tại vì cái tâm của phàm phu mà nó chưa đạt tới cảnh giới thanh tịnh tâm hoàn toàn đó quý vị. Nó phải có một cái gì đó nó cảm thấy nó ước ác, nó vui. Nên tại sao mà người đàn ông thì phải cần người phụ nữ lo lắng cho mình là gì đó. Chứ người đàn ông mà nó lo lắng cho người đàn ông, nó nói nó không bằng là một cái người phụ nữ lo lắng cho đàn ông đâu. Còn mình là người tu là nó khác một chút nhiều lắm rồi đó quý vị. Nhớ nên từ nơi đó mà một gia đình á, mình đừng bao giờ xem thường một người phụ nữ. Ấn Tổ ngày nói một câu nghe, phải chú tâm dạy người nữ. Cái khả năng mà cầm đất nước người phụ nữ cầm hơn phần nữa. Đây là tổ sư nói nghe. Nhưng mà suy nghĩ nguyên lý này kỹ ra đúng. Vì sao? Vì nếu như một người phụ nữ mà được giáo dục tốt thì người phụ nữ này sẽ sanh con ra và biết dạy con tốt. Khi người phụ nữ này biết dạy con tốt thì đứa con này tương lai nó sẽ làm ra cái việc lớn lao cho đất nước. Còn nếu như người phụ nữ này nó không có đạo đức gì thì nó sanh con nó không dạy. Tại vì cái câu bập bẹ đầu tiên là từ mẹ mà dạy ra. Mà con là người gần mẹ nhiều nhất. Nếu mẹ mà thiện thì con sẽ thiện. Mẹ thì mị thì con gái thì mị. Vậy thôi. Thì từ nơi đó mà người ta chú trọng dạy người phụ nữ để sanh ra thánh nhân, để giúp cho đất nước mình càng ngày càng phát triển. Nên người phụ nữ có một vai trò rất lớn trong cái cõi đời này đó quý vị. Nó vậy mà họ luôn luôn ưa bị thiệt thòi á. Khi mình đi làm về nói pha ly cà phê coi, thấy không? Đồ giặt giùm tôi coi, ngon quá. Không, mình là người đàn ông mà tiêu chuẩn nhất của cuộc đời này là người đàn ông sao vậy biết không? Tất cả những gì vợ mình làm được là mình đều làm được hết. Đây là người đàn ông tiêu chuẩn nhất. Nhưng chỉ đạt một tiêu chuẩn này cao nhất và mấy ông mới gánh được cái gia đình này là về sao. Mấy ông rất giỏi nhưng mấy ông không bao giờ vì cái sắc đẹp mà mấy ông nô lệ với nó là mấy ông thành công. Nhưng mà tất cả những gì vợ làm được là mấy ông phải làm được. Chỉ có đẻ không được thôi. Chiều này chịu thua. Nên mình thất bại mấy bả là mình đẻ không được. Nhưng tất cả những cái gì mà mấy bả làm được mình đều làm được hết. Nhưng chúng ta không phải vì sắc đẹp của vợ mà nô lệ với vợ mà phải làm như vậy cho vợ. Không phải. Mà đây là vì tình người đến với nhau mà chúng ta hết lòng mình. Tôi không bao giờ vì sắc đẹp của em. Nếu em kêu tôi làm những điều sai lầm đi ngược lại lương tâm tôi, nhất định tôi không bao giờ làm. Tôi thương em nhưng tôi không bao giờ nghe lời em làm những điều không phải đối với cha mẹ tôi và gia đình người thân của tôi. Em nên sống cho đàng hoàng với một trách nhiệm người làm dâu. Mình quá đẹp tuyệt vời thì người ta sẽ nghe lời mình. Mình là người đàn ông quá tiêu chuẩn, quá mẫu mực, như vậy thì người vợ rất tôn trọng mình. Còn nếu như mình nói rằng là ông mà làm việc lớn thôi, cái việc lau nhà giặt đồ là việc nhỏ không cần làm. Đừng có nói cái việc này là việc nhỏ nha. Nói là việc lớn làm được mà việc nhỏ làm không được. Làm gì có cái nguyên lý mà không có cái móng mà có cái nhà. Nếu như chúng ta chỉ nhìn thấy cái nhà mà không nhìn cái móng thì chúng ta chết chắc luôn quý vị. Hiểu không? Cuộc đời con người nó bắt nguồn từ cái nhỏ mà thành công cái lớn. Cái giặt đồ, cái lau nhà, cái chà dép, cái rửa nhà vệ sinh, nó cái nuôi con, cái dạy con đều là những việc để lót cuộc đời mình để thành tựu một cái việc lớn. Nên tất cả đàn ông đừng bao giờ nói rằng tôi làm việc lớn không cần làm việc nhỏ. Nếu không có việc nhỏ này mấy ông sẽ không bao giờ làm được việc lớn kia đâu. Bảo đảm 100%. Chính Nhân Đức nè, thợ nấu mười mấy năm nè. Nhân Đức đi tu, Nhân Đức nấu ăn trong bếp nè. Lau nhà, dọn nhà vệ sinh nè. Làm tất cả các việc nhỏ, việc lớn gì trong chùa Nhân Đức cũng đều biết hết trơn. Từ khi còn nhỏ Nhân Đức mất mẹ sớm, Nhân Đức tự may đồ cho mình nè. Rồi tự mình nấu cơm nè.
rồi gánh nước nè, những đức làm rất nhiều việc nhà từ lúc 60 tuổi là những đức làm. Đi tỉa đậu nè, cắt lúa nè, đi nhổ cỏ nè, những đức đi giác công đoàn nè, những đức chạy xe ôm nè, có nghĩa là tất cả những việc gì những đức đều làm hết. Những đức làm thuê làm mướn, cái gì những đức cũng làm qua chứ. Rồi tất cả việc trong nhà là từ nấu ăn tỉ mỉ, rồi sau này những đức trên thành phố, những đức có bạn gái nghe, những đức thương bạn gái, những đức lo cho bạn gái, những đức giặt bộ đồ cho bạn gái được, những đức cái gì cũng làm được hết. Mà những đức có đúng một tiêu chuẩn, đó là gì? Không bao giờ nô lệ với sắc đẹp, chỉ đúng như vậy thôi. Lạng hoạn là tôi xử em luôn á, em nói đùa hả trời, tôi thương em nhưng em đừng có lên mặt nghe chưa, không có được đâu. Nó nên từ nơi đó mà người nữ người ta cũng quý mình nhiều là gì? Mình làm được hết, không bao giờ có cái chuyện ngại giặt đồ cho vợ. Nói ngại lắm, vô duyên. Vợ của tôi giặt đồ, tôi giặt về đồ vợ ông sao mà ngại, đúng không? Nó mình phải là con người đàn ông như vậy đó, đạt tiêu chuẩn là một gia đình hạnh phúc là người đàn ông phải như vậy. Đi làm về đừng có nói rằng tôi cực quá, bưng cơm lên. Không, chúng ta đi làm về vợ cũng ở nhà làm, chúng ta thấy đi về nhà vợ nấu cơm không kịp, chúng ta đến phụ chụm lửa. Chúng ta thấy múc canh không kịp, chúng ta đến múc canh. Không, có nghĩa là chúng ta thấy bộ đồ mình dơ, mình cần giặt, mình sắp xếp được, mình nên giặt bộ đồ mình đi. Đừng bao giờ mình làm phiền người ta. Còn cái lúc nào mình lu bu thì người ta lo việc đó cho mình. Có nghĩa là mình là người đàn ông như vậy thì đặc biệt lắm, rất là đặc biệt quý vị, phải nhớ đó. No. Nên Phật Pháp quý vị thấy những đức chia sẻ không? Gần gũi không? Nó quá gần gũi trong cuộc sống luôn á. Nó, con người đừng bao giờ mà mình nói rằng là mình hơn người ta cái gì chứ. Nó, đừng bao giờ nói hơn người ta cái gì, hơn nhau là cái gì? Hơn nhau là tâm lượng mình có rộng rãi hay không thôi. No. Có rộng rãi hay không thôi. Nói những cái đoạn này thấy không kiệt thôi chứ. Mấy cô ngồi kế bên, mấy cổ nhìn những đức chú, chú nhìn cho chú Kiệt. Thấy không? Từ... đúng là con mắt này nó không nghe lời. Thấy rõ ràng không? Lúc nào mà nói yêu yêu là con mắt này đúng là không nghe lời. Những đức mà vừa nói yêu yêu là những đức nhìn xuống là những đức thấy một hai người. Đức Đức là gì? Đức bóng. Ngồi sao? Mổ như gà vậy. Tội nghiệp ghê luôn trời. Mới rõ ràng không? Con mắt không nghe lời. Thông cảm. Tôi bị nói một câu, thông cảm con mắt. Nó mỏi quá biết không? Nó... nhìn thầy nãy giờ con mỏi quá. Xin tì, con nhắm một chút, lỗ tai vẫn nghe. Đúng không? Rồi không đơn giản đâu, nói mà yêu hiu cái là tự nhiên vậy đó. Đúng là nó mau thiệt luôn quý vị. Nói chuyện mà vui thì nó hưng khởi, ai cũng. Còn nói mà hiu hiu, mà nói mà đi vào cái tông gì nó hiu hiu á, nói mà cứ là đạo đức á, nó là tức khắc là nghe đạo đức một chút ở đâu là. Còn nói mà cái tông mà vui á là bắt đầu là tỉnh queo hết trơn à. Thấy không? Nó nên mình phải biết cái căn tính của mình, thấy chưa? Đừng có nói mà ngoài tịnh độ mà mình tu xong. Nó. Bây giờ lễ Phật mà có khi đứng lễ. Ảnh đứng đây nè, lễ mà buổi sáng. Có bữa đứng một chút. Hai ba lại đứng hoài. Xong kèn lại xuống, hai ba đứng vẫn còn nằm. Đúng là nó khổ kinh khủng luôn á. Nhưng đức thì lễ ở đây, hai ba ông thầy thì lễ ở đây, ổng thì lễ phía đó. Có khi tự nhiên thấy người ta lại hai ba lại mà sao cứ đứng hoài chờ chồng kỳ cục với trời. Đứng mà cái đầu làm gì nè. Nó khổ kinh khủng luôn, thì thấy chưa? Nó lễ Phật á, có những cô trẻ của mình lên tu buổi sáng á, khi mà lễ Phật đi biết sao keng. Trời ơi, cái kiểu lễ Phật mà nó lễ vậy đó, kiểu lễ Phật mà còn cái mặt này úp mặt xuống, xong
keng, người ta đứng lên hết trơn, sao trời sao nằm im gu vậy trời. Nằm im gu một chút cái đứa cái bên đứng lên là cái mặt sao. Trời ơi, đúng là ngủ cái mặt ngủ của ai khôn bao giờ. Ngủ nó kỳ cục lắm vậy ơi. Không, rõ ràng chưa? Từ nó đó rồi, lễ Phật á. Đừng có nói mà. Ngồi thiền. Chắc này định này sâu lắm á. Mấy ngồi thiền. Thôi xin tì đi ngủ một chút. Trời ơi, nó đùa quý vị. Cho cái căn cơ mình bây giờ nó kém lắm quý vị ơi. Kém lắm luôn á. Nên dùng phương pháp lễ Phật, chùa mình dùng phương pháp lễ Phật là dùng phương pháp chính nhất lễ Phật. Vì sao? Luyện thân phải động, luyện tâm phải định. Đó, quý vị thấy, quý vị ngồi nghe những đức nói chuyện mà những đức cũng luyện thân phải động mà luyện tâm phải định đó, đúng không? Có không? Có. Có những lúc những đức nói chuyện rất là chậm là định. Thấy quý vị sắp sửa ngủ là những đức phải động. Chứ quý vị cười là động nè, đúng không? Đó, quý vị thấy rõ ràng không? Đúng là một phương pháp. Lễ Phật cũng vậy mà ngồi những đứa cũng cho bị động luôn. Không cho định nghe, định là ngủ á. Mấy cô này định là không được. Nó bắt ngồi hoài một chút mà gặp ở trên đây mà. Quý Phật tử, hôm nay các con đến tu hành. Hôm nay ngày này là ngày vô cùng là đầy đủ phước duyên. Trời ơi, thầy nói đầy đủ phước duyên mà sao con ngủ hết trơn kia con. Không, con chịu không nổi. Thấy không? Phải cười. Nó cười cười thì con mắt mới chớp được, thấy không? Nó rõ ràng không quý vị? Gần một tiếng rưỡi đồng hồ mà nghe được là cái gì? Nó phải pha vô đó một chút. Mà nó pha cho một cái tế nhị, nó có cái cảm giác nhân sinh sống. Na ná giống mình. Thí dụ như tất cả quý vị đang ngồi đây mà nghe được là vì sao? Vì nó có cái na ná giống mình. Nếu như mà nhà Đức nói cái trên trời dưới biển gì không, nó không có một chút gì dính quý vị chứ. Không ai ngồi đây chứ. Ngồi đây làm chi nữa? Sao nói hoài không thấy dính tôi gì chứ, trời. Nó không có dính tôi gì chứ. Nếu như cái người mà không niệm Phật gì hết trơn quý vị, họ kêu quý vị nói họ niệm Phật đi. Họ nói niệm Phật an lạc gì? Tôi có niệm Phật đâu mà an lạc. Không có dính dáng tôi một chút nào chứ. Nên trong cái nói niệm Phật nó có nói nhân sinh vô. Nó nói vô cuộc sống gia đình, nó nói này nữa kia vô. Nó nói kiểu mà làm chồng mới thương vợ, mấy bà mà chưa niệm Phật nó. Thầy giảng hay vậy. Hay. Gặp mà ổng ngồi kế bên. Nghe chưa? Thầy giảng á. Nói không? Mấy cái bà mà dẫn chồng đi mà bữa nào mà những đức mà khen mấy bà rồi á. Mà nói mấy em chồng phải lo lắng đồ, giặt đồ như nãy nói rồi đó. Là mấy bà nói, chúc mấy bà ra bữa nay. Nghe thầy giảng chưa? Tôi thấy ông á, đi đến chùa mà thầy giảng ông có nghe lời vậy chứ. Mai mốt về đi làm về lo giặt đồ đi nha. Việc ai nấy lo. Tôi cũng cực lắm á. Ông nghe thầy nói chưa? Tôi cực lắm á. Mấy bà không được lên mặt gì đâu nghe chưa. Nói đây là người ta nói cái việc mà nó không có được mà đùa đẩy việc. Đối với sống với nhau mà mình đùa đẩy không có nên vậy. Chứ không phải là mình, cái việc của mình là phụ nữ mà mình bắt chồng giặt đồ này kia, không phải đâu cái chợ. Từ khi là kẹt quá thôi, đúng không? Chứ mình mà mình phụ nữ mình để cho đàn ông giặt đồ cho mình, người ta không khéo chồm sớm ta cười chê á. Nói cái bà đàn bà này gì đâu mà bắt chồng giặt đồ của mình, ta cười chồng mình, đúng không? Nó phải hiểu nguyên lý nghe, ta nói đây là nói trước nói sau á. Chứ mấy bà mà gặp bữa nay mà có chồng đi chung nó, ông nghe chưa? Nghe không? Không có được gì đâu á, phải nhớ á. Nên từ nơi đó nói cái gì nó phải cho rõ ràng. Chứ họ ưa chấp lắm. Chúng sanh mà chấp ghê lắm. Đó, nên từ nơi đó mà nó phân tách rất là kỹ, rất là rõ ràng kìa. Để chúng ta tu học làm sao mà nó tiện lợi vậy. Quay về cái chỗ gì? Niệm Phật là chỗ quan trọng để phát xuất tất cả những sự việc trong cái cuộc đời của mình được tốt đẹp. Nhớ nghe. Một câu Phật hiệu này những đức đã trải nghiệm mười mấy năm nay. Khi gặp Phật Pháp đó bây giờ. Niệm ra một cái tâm của người gì? Vui. Những đức nói vậy nghe nè.
Con người mà vui vẻ, gương mặt tươi vui là có gạo ăn 100% luôn. Bao nhiêu trăm người trong chùa mình là cái gì biết không? Quý vị cười mà ra đó. Nói trộn, nói đùa hả? Ở đây cười ra đó gạo á. Tin không? Không tin hả? Trời ơi, nó cười ra gạo đó. Người ta về đây người ta niệm Phật, người ta vui vẻ như vậy đó, người ta cười ra gạo đó. Thí dụ như bây giờ một buổi tu gì, người ta an lạc tâm, người ta đi một chút người ta bước ra ngoài rét, hay ra gạo không? Chứ gặp mà mình hướng dẫn người ta tu nó không có sự an lạc gì hết. Không, nó không có vừa lòng gì hết trơn á, hiểu không? Không vừa lòng mà. Bây giờ mình hướng dẫn ta nhiệt tình, trời ơi, thầy sức hồi hộp. Nó chú bước ra ngoài khẹt. Phụ thầy người ta nuôi mấy bà già chứ. Thấy không? Trời ơi, không có đơn giản. Đây là nói sự thật đó quý vị. Nên những đức nói rằng là tất cả nụ cười quý vị mà đi đến đây mà cười á nghe, là cười ra gạo trong chùa. Dù chưa cúng dường một miếng đồ ăn gì hết, nhưng quý vị chỉ cần cười là được rồi. Làm được không? Những đức nói ai mà về đây mà khóc là bị quýnh á. Quý vị chỉ cần đi đến đây cười là được rồi, không nói gì vậy nha. Tại sao hoàn cảnh của chùa mình, quý vị coi bông giấy chùa mình kìa, quý vị đi tìm hết tất cả các chùa đi, có cái giường bông giấy nào mà như bông giấy chùa mình không, nói chỗ không? Chỗ cực kỳ đẹp luôn á. Quý vị tìm hết tất cả các chùa đi, đố mà chùa nào chim chùa nhiều bằng chùa mình. Thì quý vị biết ở đây là sao rồi đó. Cái câu người xưa nói gì? Đất lành chim đậu, đất nhậu chim bay. Có câu này. Đất nhậu là đất hư á, là chim bay. Ê, thấy chưa? Nếu mà như quý vị mà nhìn từ đây, mà quý vị nhìn từ đầu thì nhìn xuống quý vị biết liền à. Biết liền à. Nó phải là đất này lành không? Quý vị nhìn đi, một hàng, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, năm hàng. Tự hiểu đi, rồi từ hàng số sau dài có biết sao. Để quý vị coi phải đất này lành không. Vì ở chùa mình đó, buổi chiều quý vị nhìn nó trộ nó bay gì đâu, mà quý vị biết rằng cái cây sa la mà nhìn mà tưởng nó lá cây khô, mà toàn là chim đứng, đúng là đất lành thiệt. Mà nhìn ngày chủ nhật quý vị cũng thấy lành nè. Là 1, 2, 3, 4, 5 hàng là chim cu. Thấy chưa? Có 5 hàng thôi. Nó mà người ta nói đây là đất lành chim đậu. Đúng là mảnh đất này lành thiệt. Nhìn xuống đi bị đếm bao nhiêu hàng nữ. Mấy ông dám hó hé không? Mấy ông ngồi đây hó hé đi. Như Đức nói trong cái hội chúng này nghe. Mấy ông mà hó hé đó nghe, mấy bà mỗi bà khỏi cần đánh mấy ông. Mỗi bà đi ngang thổi cái đó. Chỉ đi ngang mặt. Mỗi bà thổi cái thôi là mấy ông ngứng thở chết tại chỗ liền cứ. Tại vì nó quá đông. Còn cái ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm khỏi cần thổi mấy ông. Mấy ông chỉ cần đứng, mỗi bà đi ngang nhìn giùm mấy ông thôi, mấy ông cũng té xỉu tại chỗ luôn. Cho mấy ông biết cái lực mạnh đến đông đến mức như vậy luôn. Nữ đó mà. Nhìn đi. Bao la. Nữ. Đúng là đất này lành thiệt luôn đó. Thấy chưa? Nhưng mà làm sao không biết mà bao nhiêu người nữ này họ cười. Đây. Đây mới là một cái điều quan trọng nè. Mấy ông ở nhà mà mấy ông mỗi ngày mà mấy ông làm cho vợ mấy ông cười được không? Ông thử đi. Nó, mấy ông làm sao mà vợ mấy ông cười mỗi ngày? Nhưng Đức nói mấy ông mà làm vợ mấy ông cười là mấy ông ăn cơm ngon. Đúng không mấy cô? Phải không? Gật đầu liền không nói gì nha. Anh làm sao không biết, làm sao em cười thôi. Em cười là anh sẽ có cơm ngon ăn. Em mà buồn thì anh ăn cơm cháy. Nó mới ồ á, làm sao đi làm đi.
Mấy ông muốn làm sao cho người đàn bà cười không? Mấy ông vui tâm tâm mấy ông á. Không? Tâm mấy ông vui, mấy ông mở tâm lượng mấy ông ra. Mấy ông dễ tính, mấy ông dễ thương. Thì vừa gặp mấy ông là người ta cười liền, không nói cho nghe. Còn mấy ông mà nặng nề, khó chịu là người ta gặp mấy ông là người ta không cười nổi đâu. Mấy ông có làm gì người ta cũng không cười chứ nghe. Còn khi mà mình mà nội tâm mình mà vui rồi, mình khỏi cần chọc người ta cũng cười nữa. Những đức nói thì biết chùa mình sáng nào ăn cơm xong cũng phải cười chứ. Ít gì cũng cười phải mười mấy câu. Cứ cười. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nếu mình cười thì mình đầy đủ chất bổ. Còn nếu như mình mà không cười thì lỗ. Vì thấy ông đi đến đây ngày Chủ nhật á, quý vị lờ nhất là cái gì? Cười từ đầu cho tới cuối. Chủ nhật nào phần nhiều cũng cười 1 tiếng rưỡi. Bởi vậy nói trời ơi, ngày Chủ nhật mà không đi đến đây là thiệt thiệt thôi. Một tuần lễ cộng lại không cười được 1 tiếng rưỡi đâu quý vị ơi. Chỉ có ngày Chủ nhật về chùa Hộ Pháp mới được cười nhiều thôi. Mấy cô nãy giờ tính lại cười vài chục nụ cười là chuyện nhỏ. Ông này cũng cười cũng quên máy quay phim. Hết pin luôn. Cười một chút hết pin máy quay phim không hay luôn. Thì thấy chưa? Không biết nói làm sao mà ai cũng cười. Nói thì thấy chưa? Đó, vui vẻ đúng 1 tiếng rưỡi cười. Không, nó một tuần lễ nạp năng lượng, nạp pin đầy đặn. Ông này Hà Nội mới về. Thời điểm dịch bệnh không thấy. Bây giờ ổng xuất hiện nha. Nó nên nó từ nơi đó. Quý vị thấy không? Đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Vui vẻ đúng không quý vị? Quay về để quý vị đừng quên nghe. Cười nhiều như vậy là từ đâu? Niệm Phật. Bài học tập chúng ta hôm nay là gì? Nhớ Phật, niệm Phật, nghiệp chướng tiêu trừ. Như vậy thì tất cả những sự chướng ngại trong nội tâm chúng ta là do gì? Chúng ta chướng mình. Chỉ cần nhớ Phật, niệm Phật thì nghiệp chướng tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu trừ thì bất cứ một cảnh giới nào chúng ta đang sống thiện ác, đẹp xấu, nghèo giàu, chúng ta đều cười được. Vì sao? Vì ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời con người là sống phải an lạc, phải vui với một đời này. Một đời này sống an lạc mà vui thì cái ra đi mình sẽ tốt. Nhân tốt quả tốt. Nhân tốt quả tốt. Nếu như một đời này bận tâm mặt nhăn, thì nhân của chúng ta là nhân, quả chúng ta là trong tam đồ ác đạo. Trong tam đồ ác đạo không ai cười chứ. Trong tam đồ ác đạo không ai cười chứ. Trong địa ngục không có ngày cười đâu quý vị à. Ngạo quỷ đói lắm không có cười nổi đâu. Còn súc sanh sợ lo người ta cắt cổ nhổ lông mình lắm không cười được đâu. Nên trong tam đồ không có cười. Nói không? Nên quý vị mỗi ngày mà cười được là nhân gì? Là nhân giải thoát. Một con người mà thường cười, thường vui là gì? Là con người này sẽ xóa tan hết tất cả những nỗi âu sầu trong cõi lòng mình. Tất cả những sự buồn giận hận thù đều từ nụ cười mà quá giải. Chúng ta về đây cộng tu mỗi tuần Chủ nhật. Tuần nào chùa mình cũng tặng tượng Phật. Bây giờ rất nhiều gia đình chúng ta có tượng Phật thờ ở nhà. Mỗi ngày vậy mình có chút thời gian lau dọn, quét dọn trên bàn thờ Phật. Như trong gia đình của mình là có ngôi Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, là 3 ngôi báo quý vô cùng. Chúng ta đã thỉnh đem về để thờ ở nhà mình. Trên bàn thờ ngôi Tam Bảo lúc nào cũng để máy niệm Phật. Mỗi ngày sáng tối chúng ta dành được thời gian để có cái thời công phu ở nhà, cảm thấy ấm áp gia đình của mình. Và khi buổi sáng chuẩn bị đi buôn bán hay đi làm gì, chúng ta vào lễ Phật ba lại.
cái tâm của mình nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng thì sao? Cái tâm tư nó vui rồi thì gặp ai thấy cũng vui, cũng thoải mái. Xong rồi thì đi làm hay buôn bán gì về, mình rửa tay rửa mặt hay tắm rửa xong mình vô mình lễ Phật mấy lại. Giống như trước khi đi trình với Phật về, báo cho Phật biết con gì, trong tâm tư của mình nó thấy nó an lạc lắm, giống như nó có một nơi quay về giúp cho nội tâm của mình thấy an lạc lắm quý vị nhé. Nên nhiều năm nay chùa chúng ta làm tượng Phật xuyên suốt, trở thành một mô hình tặng tượng Phật. Nhớ nha. Vì sao gọi là mô hình tặng tượng Phật? Vì một loại tượng tặng nhiều năm, toàn là tặng tượng ngồi hoàn toàn. Những đức tặng tượng ngồi cũng có ý nghĩa quý vị, vì muốn quý vị đi ít chút lo niệm Phật. Nên tượng đứng thì đi nhiều quá, đi vòng vo tam quá. Ví dụ như cuộc sống thì phải có làm ăn ha. Nhưng mà mình cũng dành nhiều thời gian cho gia đình để niệm Phật tu hành, bồi dưỡng được cái mặt tâm linh. Vậy thì gia đình mình nó hạnh phúc nhiều hơn. Nếu như mà mình đi nhiều quá thì nếu khi nó cũng thành tạp, không biết tu môn nào, gặp ai thì cũng nghe có cái hay. Giống như thuốc thì đều là trị bệnh, nhưng mà chúng ta phải chọn viên thuốc nào để trị ngay cái bệnh của mình. Mà cái viên thuốc mà Đức Thích Ca ngày chỉ mình trong thời mạt pháp là viên thuốc A Di Đà, trị bá bệnh. Viên thuốc này trị bệnh trong thời mạt pháp phù hợp. Đức Thế Tôn đưa ra 84,000 phương pháp, đó là 84,000 viên thuốc để trị bệnh chúng sanh. Nhưng đó là trong thờ chánh pháp và thờ tượng pháp. Còn thờ mạt pháp thì Đức Thế Tôn đưa lên một viên thuốc, đó là viên thuốc A Di Đà Phật. Nên ngài mới nói là thờ mạt pháp nhiều người tu hành là muôn ức người tu hành, nhưng không có một người đắc đạo. Không có ai đắc đạo. Duy chỉ có những người niệm Phật tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc thì một đời này mới được giảng sanh. Nên mới nói rằng là Đức Thế Tôn đã đưa ra một viên thuốc A Di Đà trong thời mạt pháp, chuẩn xác một viên thuốc, chứ không phải là dùng 84,000 viên thuốc nữa. Nếu như quý vị mà dùng quá nhiều thuốc trị bệnh, có khi uống vô thành thuốc độc. Mà dùng nhiều thuốc trị bệnh mà cùng uống một lúc thì không có thuốc giải. Thí dụ như chúng ta dùng một viên thuốc lỡ bị trúng độc thì còn dễ trị. Nhưng nếu dùng nhiều viên thuốc trị bệnh mà uống một lúc mà quay lại thành thuốc độc á, thì khó trị, khó có thuốc giải, tức khắc phải chết. Nên nhiều người tạp tu rồi khó cứu lắm. Nên tặng tượng ngồi cho quý vị cũng có nguyên lý. Nên cứ ngồi yên thường niệm Phật, giống như những đức mười mấy năm nay đi tu, một phương pháp tu, một câu Phật hiệu mà niệm tới cùng không thay đổi, thường nhớ Phật niệm Phật thì thường an lạc, thường vui. Nên Ấn Độ người nói là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, mà phải niệm lâu dài mới chuyển được cái phàm tâm. Khi chuyển được cái phàm tâm thì chuyển túc nghiệp. Tại nghiệp trước nó phát xuất ra từ phàm tâm. Phàm tâm là thường phát khởi cái tính tham sân si. Mà từ cái tham sân si này là nguồn cội để tạo ra nghiệp trước. Vậy thì niệm Phật nó chuyển được phàm tâm là chuyển được nghiệp trước. Bây giờ chúng ta nói niệm Phật chuyển nghiệp bằng một cách nói rất dễ hiểu. Thí dụ như chúng ta nhớ một cái gì. Thí dụ như ông chồng hôm qua ông mắng mình, ông nói cái mặt bà thấy ghét. Ngày xưa cưới bà nhìn bà còn có được, bây giờ tôi nhìn bà tôi mắc ói quá. Ông nói câu xong tối hôm đó mình buồn quá, thấy rằng là bây giờ mình xấu rồi nè. Ông nói những lời nói xúc phạm đến mình là mình đau lòng. Tối hôm đó cái nhớ lời nói đó quay lại nhiều quận, buồn ngủ không được. Đó là nghiệp chướng. Nhớ cái buồn quay lại nhiều quận là nghiệp chướng. Rồi mình thấy mình không được đẹp, mình cứ thấy mình thua xúc người ta, rồi cứ soi gương nhìn mình xấu, thua xúc người ta, đó là nghiệp chướng. Quay lại nhiều quận là nghiệp chướng. Chướng là buồn phiền, là chướng, hiểu không?
rồi mình thấy gia đình mình nghèo ha, sợ đây nghèo quá, đây con cái của mình thua xúc người ta, con cái mình nó sẽ không có điều kiện như con người ta. Thấy con người ta ở sớm nhà cửa, nhà cao cửa rộng, xe cộ đồ đầy đủ, phương tiện đi học hành, được học trường cao cấp này kia đồ, con mình thì nghèo, nó không bằng con người ta. Tự nhiên mình thấy tủi thân, đây là nghiệp chướng. Đây là nghiệp chướng gì, nó quay lại nhiều quận là nghiệp chướng, mà nó làm cho tâm tư mình lo âu là chướng đó. Nghiệp chướng là xác thực, chứ đừng có nói cái nghiệp chướng là nó ở một phương trời xa vời nào. Nó nếu là ở một phương trời xa vời nào vậy thì nó không phải là nghiệp chướng. Vì sao? Vì chúng ta không dối tới nó thì chúng ta không nói nó là nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng là chúng ta dối gặp, dối thấy, dối chụp bắt được, đó là nghiệp chướng. Là cái mà mình có thể biết được đó là như vậy như vậy. Nó đang chướng ngại nội tâm mình cái gì, đây là gọi là nghiệp chướng. Nên tất cả những gì chúng ta đang sống ở cõi đời này, nếu có một cái gì thiện hay ác mà đang trở ngại trong nội tâm chúng ta, đều quy về nghiệp chướng hết. Dù là một việc thiện làm mà quý vị đang bị trở ngại, đó là đang lo vẫn gọi là nghiệp chướng. Một việc ác đã qua rồi quý vị cứ nhớ hoài cũng là nghiệp chướng. Một con người làm thiện quý vị vô cùng dính mắc cũng là nghiệp chướng. Một con người làm ác mà quý vị cảm thấy hận thù, đây cũng là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là cái mình thấy và biết rõ ràng. Như vậy thì muốn chuyển nghiệp chướng thì nhớ Phật, không nhớ những thứ đó gọi là tiêu trừ nghiệp chướng. Dễ hiểu mà không chịu hiểu, đúng không? Dễ hiểu mà không chịu hiểu, thấy chưa? Thí dụ như một người ở sớm, người ta đang sống sờ sờ, tự nhiên người ta chết bất đắc kỳ tử, xe đụng hay là bị nước trôi hay lửa cháy gì người ta chết, đúng không? Nếu như trong tâm mình nhìn họ mà mình sợ, đây là nghiệp chướng. Nhưng mà nếu mình nhìn thấy họ như vậy mà mình nghĩ rằng cuộc đời vô thường quá, bây giờ mình phải sống những ngày tháng sau cho tốt đẹp, một ngày sống phải có ý nghĩa, đây là tiêu trừ nghiệp chướng. Nên cái việc tiêu trừ nghiệp chướng là một cái việc rất là đơn giản. Còn nếu như chúng ta nói những sự xa vời về cuộc đời của mình, thầy ơi con nghiệp nặng lắm thầy ạ, nặng lắm. Lúc trước chưa biết tu, tạo nghiệp nhiều lắm thầy, phá thai nhiều lần, bất hiếu với cha mẹ, sát sanh nhiều, trộm cắp tà dâm, làm đủ chuyện xấu á thầy ơi. Con nặng lắm, nghiệp chướng con nặng lắm. Con mỗi ngày con buồn lắm, bữa nào con cũng quỳ trước Phật, con khóc, con than thở với Phật. Thì lúc đó nếu mà Phật Ngài nói được, Ngài sẽ nói rằng con nghiệp chướng tăng trưởng. Nghiệp chướng con đang tăng trưởng. Sao kỳ Phật, con than thở với Phật, con khóc, con xin Phật tiêu trừ giùm cho con, mà sao Phật nói tăng thêm? Phật nói tại vì con cứ nhắc hoài nên nó tăng thêm. Chuyện hôm qua cũng như là nước chảy đã qua rồi, hiểu không? Giống như chúng ta để một cọng rác lên một dòng nước chảy, thì cọng rác này nó đã chảy đi rồi, mà tại sao con còn muốn kéo cọng rác này lại? Nên ta nói rằng là nghiệp chướng con đang tăng trưởng. Con chỉ cần niệm danh hiệu ta, để lấy danh hiệu ta làm cái tâm giác ngộ, để con niệm, con niệm để mà con phát khởi được tự tánh giác ngộ của con, chứ không phải là ta giúp con tiêu trừ nghiệp chướng. Con phải nhớ, nên con mỗi ngày quỳ trước ta để mà cầu tiêu trừ nghiệp chướng, thì ta nói rằng nghiệp chướng con đang tăng trưởng, không tiêu mà là tăng. Nói thì đơn giản vậy đó, nhưng mà suy nghĩ sâu sắc đi nghe. Rất là nhiều người bị dính cái bệnh này, dính mà dính bao la, dính nhiều nha. Dính nhiều lắm. Thí dụ như giờ đang ngồi đây mà buồn ngủ, ngủ gục, nó không muốn ngủ mà không biết mắc sao nó ngủ. Chứ giờ đi vô đây ngồi ai muốn ngủ bao giờ. Nhưng mà con mắt mình nó không nghe lời. Nghĩa là trong cơ thể của mình nó có nhiều cơ quan quá, nhưng mà cái đầu não là cái tâm nó chưa làm chủ được, nên tất cả những cơ quan mắt, mũi, miệng, thân, ý đồ này kia nó chưa có quyết định. Nên thí dụ như mình ngồi đây là mình muốn nghe pháp, giờ lỗ tai muốn nghe pháp, nhưng con mắt nói tao ngủ được không? Tao mà ngủ thì mày cũng khỏi cần nghe luôn đó con. Nó kỳ cục, bởi vì quý vị thấy không, tất cả chúng sanh cùng là một thể ha. Lỗ tai thì muốn nghe mà con mắt thì ngủ, thì tự nhiên con mắt ngủ lỗ tai cũng không được nghe, hay chưa?
Đó. Nên trở ngại không? Mình không muốn ngủ mà nó ngủ, trong lòng mình nó tao tức, tao móc con mắt mày bây giờ. Cái con mắt anh em mày mà móc tao thì mày cũng đau thôi chứ. Chứ được cái gì là ít đâu mày. Đó, nghiệp chướng không? Cái nghiệp chướng là một cái sự tức tối, là nghiệp chướng. Đúng không? Còn mình bây giờ mình ngồi đây mà mình buồn ngủ quá, mình nói rằng ngủ thì ngủ thôi. Thì tiêu trừ nghiệp chướng thì quý vị miễn làm sao trong tâm tư quý vị đừng có nặng nề thôi. Dù quý vị có nghe hay không nghe gì nhưng mà quý vị đừng có bực bội phiền não với nó. Thì quý vị đã nghe rồi đó. Còn nếu như ngồi đây mà nghe mà trong lòng tức tối mà nghe mà kiểu đây là nghiệp chướng tiêu trừ, nghiệp chướng tăng trưởng chứ không phải tiêu đâu mà nó tăng lên đó. Nó đang bực bội để mà nghe thì sao mà tiêu, hiểu không? Ví dụ như mình ngồi đây mình đang đau chân vô cùng, đang đau chân. Thì đang đau chân thì mình dùng cái cách gì để nó đỡ đau chân là mình thẳng chân ra, mình so chân của mình. Còn lỗ tai nó nghe thì nó nghe, còn cái tai mình cứ so chân bình thường. Còn nếu như xương sống mình nó đang mỏi thì mình cứ làm sao mình bẻ tới bẻ lui xương sống nó đỡ mỏi thì sao đó. Mình làm sao không biết nhưng mà mình cho nó nhẹ nhàng mình một chút. Mà mình cảm thấy mình chấp nhận rằng thôi mày chịu đau một chút không sao đâu. Chứ không phải là ngồi đó mà trong lòng nói ông thầy nói hoài, nói lâu còn hơn cái gì nữa. Cái chân bây giờ đau lắm rồi, nghỉ nói đi. Đây là càng nghe mà càng tăng trưởng nghiệp chướng. Tại vì nó nghe một phần, một bên kia nó mạnh quá, nó cứ nói là nghỉ đi, đừng có nói nữa. Đã là kêu đừng có nói nữa, ngồi nghe làm chi ạ? Nên đây nó không phải tiêu trừ nghiệp chướng mà nó tăng nghiệp chướng, hiểu không? Con người mà đang sanh tâm hoan hỷ thì nghiệp chướng tiêu trừ. Nghĩa là tất cả những việc gì quý vị cũng cảm thấy tùy duyên của nó. Ví dụ như giờ mình phiên người này làm phiên người ta làm thiện, nhưng người ta đi làm ác. Người ta đi làm ác là giữa cái nhân quả, giữa họ và cái người làm ác kia, nó có từng có cái nhân, cái quả, có nhân duyên, quả báo nhau. Nên bây giờ người ta gặp nhau là người ta phải làm ác. Mà mình không có kêu hai người đi làm ác, nhưng mà người ta gặp nhau nó làm ác với nhau. Nó là nhân quả của người ta, nó gặp nhau trong cái cõi đời này, nên mới gọi là nhân sinh thù nghiệp, hiểu không? Thì bây giờ mình thấy người ta làm ác với nhau thì bây giờ trong lòng mình không có dính mắc cái điều đó của người ta. Mình phiên người ta làm thiện mà giờ người ta làm ác với nhau thì mình không có dính mắc. Thì đây cũng là tiêu trừ nghiệp chướng. Có nghĩa làm sao mà chính nội tâm của mình nó thông được thì tiêu trừ nghiệp chướng. Mà nội tâm mà nó không thông thì tức khắc là nghiệp chướng nó tăng trưởng, không nói chứ. Không, bất cứ một cái việc gì, thiện hay ác, tốt hay xấu gì cũng vậy, được hay mắc gì cũng vậy, chỉ cần chúng ta cứ để cho nó làm sao mà vô cùng tự nhiên, tự nhiên là tiêu trừ nghiệp chướng. Còn nếu như không tự nhiên là nghiệp chướng tăng trưởng. Nó cuộc sống mà cái gì mà thấy nó phan duyên là thấy sợ sệt á. Phan duyên là thấy sợ. Cả có tiền mà bị người ta lấy cắp, mình lo âu là mình thấy nó phiền não rồi, thấy không? Tại vì mình mà học Phật được thì cái lương tâm mình bất cứ việc gì nó cũng tạch nhẹ hết đi. Nhẹ hết vẫn là tốt quý vị. Cái mà chúng ta tạo ra nhiều nhất là nội tâm của mình an lạc. Chứ không phải là cái cảnh duyên trước mắt mà mình thấy nó mà mình đang lụm lặt cái tiền bạc vật chất gì đâu. Cái đó chỉ là cái hình thức nó có rồi là mất thôi. Cái mà lụm lặt được thù thắng nhiều nhất đó là nội tâm của mình. Đúng không? Cái tài sản lớn nhất là cái nội tâm mình an lạc. Cái nội tâm mình vui vẻ, đây mới là tài sản lớn nhất. Còn bây giờ mình có tiền bạc nhiều nhưng mà mình mỗi ngày bận tâm lo âu phiền não, nó không phải là tài sản lớn nhất đâu. Tại vì một ngày con người mình cũng là ba buổi cơm, hoặc ngủ trên cái giường bị ngang một thước, bị dài hai thước. Thí dụ nó chỉ là vậy thôi, dù giàu cỡ nào cũng là một cái giường nằm, một cái mùng văng vậy thôi, còn ăn cơm ba buổi. Nghèo giàu gì cũng vậy, không lẽ giàu ngày ăn cơm 30 buổi, giàu ngủ 30 cái giường, không lẽ vậy? Nó đâu có vậy đâu. Nên nguyên lý nó chỉ là một thôi, nó cũng giống giống nhau hết trơn, hiểu không? Nên chúng ta mà cảm thấy nó nhẹ với cái cuộc sống này thì bất cứ cái gì quý vị sống nó cũng cảm thấy nhẹ hết. Còn nó cảm thấy là nó nặng thì là cái gì nó cũng là nặng hết trơn á. Cũng như những đức sống mỗi ngày nó rất là nhẹ nhàng an lạc. Tại vì cái việc gì đó những đức nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó không có gì nặng nề hết. Thí dụ như bây giờ mình tổ chức được tu thì mình tổ chức tu cho người ta tu, đây là đủ duyên. Còn mình không tổ chức tu được thì thôi, chúng ta mỗi nơi mỗi người ở đâu tu ở đó, hiểu không? Chúng ta tổ chức lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm được thì mình tổ chức, mình không tổ chức được thì thôi mình không tổ chức. Có nghĩa là làm sao mà bất cứ một cái sự việc thiện ác gì đối với mình nó cũng đừng có buộc ràng được mình gì, thì quý vị vô cùng tự tại. Học Phật là học cái gì? Học ra cái tâm đó đó. Thí dụ như giờ mình có một người chồng,
chồng của mình không được thương mình, còn cái chị em kia có người chồng mà chồng người ta thương người ta vô cùng. Mình thì không có nhìn cái mà mình đang có này đâu, mà mình thì cứ để ý cái gì? Để ý cái mà người ta đang có kia tốt mình, mà mình cũng không có nhìn được cái góc độ mà mình đang có cái này nó tốt làm sao. Mà lạ thay mình cứ nhìn cái người ta đang tốt hơn mình không à, mình cứ mơ ước cái mà người ta đang tốt hơn mình, mà người ta được hơn mình, rồi mình cứ mơ ước cái của người ta. Mà khi mơ ước cái của người ta thì mình không có góc độ để nhìn cái tốt của mình đang có đâu, mà mình đều là không nhìn được cái tốt của mình đang có, mà mình nhìn cái mà không tốt của mình đang có thì mình bực bội. Nên mình đi nhìn cái mà người ta đang có mà mình cho rằng cái đó là tốt. Nên rất là nhiều người á, họ sống núi này trong núi nọ là cái tâm đó đó quý vị. Thí dụ như bây giờ mình có một người chồng nó không được tốt, nhưng mà mình nghĩ cái tốt của nó là nó vẫn còn cái tốt, là nó cũng biết lo làm ăn, hoặc là nó làm ăn nó xài tiền rồi, nhưng mà nó vẫn có để tiền đem về cho mình, thấy không? Rồi ví dụ như bây giờ nó làm ăn xong nó đi nhậu mà nó vẫn biết về nhà, thì mình nói không, nó vẫn còn biết về nhà, thấy không? Nó vẫn còn biết về nhà. Có nghĩa là mình nhìn cái góc độ nào mà nó vẫn còn tốt đi, nó vẫn còn tốt. Còn nếu mà tất cả cái gì nó cũng không tốt thì mình nói rằng vẫn còn chồng. Vẫn còn chồng, biết không? Nó còn khi một ngày nào mà không còn chồng luôn thì chúng ta nói hết duyên, phải không? Có nghĩa là nó làm sao nó cũng được, nó cũng giải thích ra được hết trơn, thì tức khắc cuộc đời quý vị nó tuyệt vô cùng, nó nhẹ nhàng vô cùng luôn. Thí dụ như bây giờ chúng ta gặp nhau ngồi chung với nhau, bây giờ đông đúc gì rất là vui đúng không? Nếu một ngày nào chúng ta không ngồi chung với nhau gì nữa, không lẽ chúng ta buồn? Những đứa cũng rất là mong chúng ta ở đâu chúng ta cũng vui đi. Chúng ta làm sao thương nhau là chúng ta chia cho nhau cái gì? Là làm sao mà bất cứ ở nơi nào chúng ta cũng có một phương hướng chung đi. Phương hướng chung là gì? Chúng ta muốn cuộc đời này mình về cực lạc, đó là phương hướng chung. Chứ làm sao mà nắm tay nhau đi trên đoạn đường này hoài được quý vị? Nếu như chúng ta nắm tay nhau đi trên đoạn đường này hoài mà dính mắc thì chúng ta cũng không được gì. Một cái nơi mà chúng ta muốn đến là thế giới cực lạc đâu. Chúng ta chỉ là chia sẻ làm sao nó cởi mở những tâm tư trong cõi lòng của mình nó bị nặng nề. Rồi mỗi một con người chúng ta nên có một cái ước mơ chung, đó là dù là sống ở một nhân duyên thì sao, chúng ta cũng nên niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đấy là ước mơ chung. Tuy là không ở bên nhau nhưng chúng ta cùng là một ước mơ chung. Chứ cái thân này một ngày nào nó cũng sanh già bệnh chết trước hoặc là sau, thì làm sao mà chúng ta mãi mãi đi trên đoạn đường này được quý vị? Dù là vợ chồng hay là con cháu cũng là đâu có đi với chúng ta mãi mãi được gì. Có người lớn tuổi, người nhỏ tuổi, thì có kẻ chết trước, có người chết sau, sớm muộn gì chúng ta cũng phải xa nhau thôi à. Nên chúng ta nên trân quý những ngày tháng mà chúng ta được gặp nhau và được chia sẻ cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Và sống với vợ chồng và con cháu trong gia đình thì chúng ta nên quý trọng và đến với nhau làm sao cho nó chân thật với cõi lòng của mình. Với cái cuộc đời này chúng ta có duyên gặp nhau mà, làm sao tạo những cái thuận duyên nhất cho cuộc đời này, đừng gây những cái nghịch duyên của cuộc đời. Để một đời kiếp nào dù chúng ta có gặp lại nhau cũng là cái thuận duyên khi đến với nhau, đúng không quý vị? Đó. Đây là cái việc vô cùng là quan trọng mà chúng ta nghe Phật pháp phải nghe để mà nó giải tỏa cái tâm tư của mình. Nói quý vị biết rằng là nếu mà người mà nghe những đức nói chuyện mỗi ngày thì những đức nói tất cả những người đó ai cũng là người tâm tư rất nhẹ nhàng, bảo đảm 100% luôn. Bất cứ người nào mà nghe những đức mà chịu tiếp nhận, người đó đều là những con người rất là nhẹ nhàng với cái cuộc đời này. Nhưng quý vị cũng không thiếu thốn gì hết, chắc chắn luôn. Vì sao? Vì vật chất nó không buộc ràng được quý vị, danh lợi nó không buộc ràng thì tất cả những cái đó nó sẽ có. Còn nếu như quý vị để nó buộc ràng quý vị thì nó có hữu lượng lắm, mà còn khổ nữa, khổ với nó nữa. Nên cuộc đời những đức đã cho lên một bài toán với cuộc đời mình là không có quan trọng về danh lợi, tùy duyên. Không có quan trọng gì vật chất, tùy duyên hết. Nên những đức vui nhất là có tiền mà làm được những việc tốt. Còn nếu mà không làm được thì là vô dụng. Có tiền mà không làm được việc tốt là vô dụng. Đó. Nên những đức thấy cộng dây chuyền, có những chị đeo cộng dây chuyền rất là đẹp. Tuy trong lòng những đức nảy sinh một tư tưởng rằng những đức sẽ đặt 2.000 cộng dây chuyền gì tặng cho đại chúng người cộng. Nghĩa là trong lòng mình thấy thích. Nghe nói cộng 25.000 mà nó đẹp lắm quý vị. Có hình Phật A Di Đà đẹp vô cùng, nhìn đẹp lắm luôn á. Nó thì trong lòng những đức nói để những đức nhờ cái chị này chỉ đặt giùm 2.000 cộng, tặng cho người cộng dây chuyền đeo, đi đâu cũng đeo cộng dây chuyền Phật bên cạnh mình. Dù biết rằng là Phật trong tâm, nhưng mà nó phải có cảnh bên ngoài để ảnh hưởng cái tâm của mình.
Phàm phu mình nó phải có cảnh bên ngoài để ảnh hưởng tâm. Thí dụ như quý vị nói Phật tại tâm chứ cần gì đến chùa, ở nhà đi. Rồi tại tâm. Ở nhà mà gặp mà ông chồng ông ra vô, ông kinh kinh cái mặt ông. Chủ nhật này ông đi nhậu về mặt kinh kinh. Hoặc là ông kêu bữa nay đi mua mồi màng là mồi cho tao nhậu. Lúc đó Phật trong tâm. Lúc đó nó nấu ăn, nó bắt nấu ăn. Nó ăn rồi nó kêu dọn dẹp, nó ói mửa. Lúc đó là Phật trong tâm. Mà lúc đó là Phật trong tâm được thì tốt quá. Lúc đó là Phật thiệt, thấy không? Phàm phu mình thì dởm lắm. Nên cần có cảnh để sanh tâm Phật. Cảnh gì nè, vì sao vì vui rõ ràng không? Vì vui là nó có Phật trong tâm liền, thấy chưa? Chứ bây giờ vì mà đang bực bội, Phật chạy mất dép luôn. Chứ còn đâu mà Phật trong tâm. Nên từ nơi đó cái niềm vui nó mới sanh ra pháp vị chứ. Nó phải có cái nhang. Mà cái nhang này quý vị nói quý vị tự tạo có không? Cái người mà tự tạo cái niềm vui không có giỡn đâu á. Cái người này phải có khả năng tu hành đặc biệt lắm mới biết tạo cái niềm vui. Ví dụ giờ những đức ngồi nói chuyện để quý vị nhìn lên những đức nè, cái nhang những đức nè. Niềm vui là có cái nhang là ngay những đức nè, thấy không? Thấy cái mặt này chưa? Thấy chưa? Đó, thấy không? Rõ ràng là cái nhăn, thấy chưa? Còn nếu bây giờ mà những đức lên đây mà những đức ngồi nói chuyện không biết sao mà tâm tư những đức nó nặng nề vô cùng. Lên ngồi nói chuyện nó cứ nói chuyện gì đâu không mà nó kể lể cái gì đâu á. Rồi nó kể mấy cái chuyện mà chùa đang thiếu thốn rồi đang xây dựng cái gì blum la. Cái vị ngồi dưới vị làm nè. Nhìn mà cái đầu làm nè. Không có cái nhăn cho vị cười đâu. Quý vị biết vì sao mà có cái nhăn cười nhiều không? Vì nó không có đụng chạm tới tiền bạc quý vị. Chứ thường mà đụng tới đi rồi biết. Trời ơi, tại vì sao làm cực quá mới có tiền. Nên đừng có đụng tới, đừng có đụng tới tiền bạc của người ta. Đụng tới là nó không có, không có móc ra đâu. Đừng có đụng tới thì người ta phát tâm à. Phạm phu là kỳ cục lắm. Cứ cho người ta vui đi, cứ cho người ta vui trước đi, cho người ta an lạc trước đi, thấy không? Cho người ta đầy đủ trước đi. Giống như mình lo cho người ta đàng hoàng hết đi. Từ trong tâm người ta nghe nó, thầy đến với mình thiệt là hết lòng. Mình phải đến với thầy như thế nào đây? Thấy chưa? Công nhận không? À, cả đến với chùa hay là bất cứ một cái nhân sinh sống nào, con người nào gì chứ. Quý vị muốn quý vị gom góp được nhiều thì quý vị phải đến với người ta đi. Quý vị đừng bao giờ mong người ta đến với quý vị. Hãy mở rộng tâm mình ra đến với người ta đi. Nên những đức nói với người trong chùa mình, những đức nói quý vị là hưởng của bốn phương á. Chùa mình ở một nơi vậy đó, vậy mà khắp nơi nơi kẻ làm bánh, người trái cây, người cái này cái nọ, khắp nơi nơi Sóc Trăng, Cà Mau, Gạch Giá, khắp nơi nơi gỡ đồ về để cho chùa cho các cụ ăn này ăn cái nọ. Nó có những người mà quý vị biết rằng đấy, người ta trồng mía mà người ta còn chặt mía người ta gỡ về chùa. Trồng bắp, bẻ bắp gỡ về chùa. Có nghĩa là từ một cái nhỏ nhất vậy mà những đức thấy rằng đúng là cuộc đời sao mà nó có một cái niềm vui gì lạ ai chàng. Chứ đâu phải nói cái chuyện mía hay bắp này đâu. Nhưng mà cái niềm vui này là niềm vui của con người. Nó tự nhiên nó quy về thành một cái trọng tâm mà nó có một cái tình người mà nó vui vậy đó quý vị. Nên những đức mới nói một câu rằng là mình nó vì người thì người sẽ vì mình nè. Mà mình mà vì mình thì ai vì mình? Hiểu không? Nó có nghĩa là mình phải nhớ cái câu mình vì người, người sẽ vì mình. Mà mình vì mình, ai vì mình? Chúng ta hỏi lại lương tâm mình đi. Mình vì mình nhiều hay mình vì người nhiều? Vậy đó mà không ai vì mình thì mình trách hờn người ta. Tại sao không vì tôi? Tại sao quan tâm cho tôi? Quý vị đâu có quan tâm cho người ta. Thí dụ như giờ con mình sanh ra dù nó hư cỡ nào mình cũng bo mình lo cho nó à. Còn con người ta làm thuê làm mướn cho mình làm cực muốn chết luôn. Vậy mà nó làm sai một chút mình chửi con người ta sùm. Mình đâu có quan tâm con người ta. Mà làm sao con mình đi đâu mà được người ta quan tâm? Mình muốn con mình được người ta quan tâm thì mình quan tâm con người ta đi. Mình làm chủ con người ta cũng như con mình. Mình thương con người ta như con mình đi. Cái gì tốt đẹp mình cho con mình cũng muốn đem cái điều tốt đẹp cho con người ta đi. Vậy thì tức khắc cái nhân đó sanh cái quả là con mình đi đến đâu cũng được người ta thương cũng như mình thương con người ta. Cái điều này là một nguyên lý vô cùng rõ ràng xác thực mà dù cho đời nào đi chăng nữa cũng không đá đổ được đâu quý vị. Không có đá đổ được cái tâm này đâu. Nên những đức thường phiên các cụ già trong chùa, như đức nói nè,
Các cụ cứ nghĩ đi, mỗi ngày các cụ ngồi đây nhớ con cháu, trong khi con cháu người ta ở đây quanh năm lo cho các cụ, mà các cụ không quan tâm đến con cháu người ta. Nên con cháu các cụ nó không quan tâm các cụ là đúng rồi. Hãy chi các cụ mà quan tâm con cháu người ta thì con cháu các cụ sẽ quan tâm các cụ. Quý vị nhớ nha, quý vị hiếu với cha mẹ mình thì con mình hiếu với mình. Mình bắt hiếu với cha mẹ mình làm sao con mình hiếu với mình. Mình kính trọng thầy thì tự nhiên trò kính trọng mình. Còn nếu như mình không kính trọng thầy thì trò không kính trọng mình. Cái này là cái nhân cái quả rất là rõ ràng. Mà cái sự kính trọng và thương yêu và lo lắng nó phải có cái trí tuệ nằm bên trong. Nên tất cả những cái việc thiện làm mà có mưu đồ nó không phải là thiện. Quý vị nhớ nghe, tất cả những cái điều thiện làm mà có mưu đồ là nó không phải thiện đâu. Thí dụ như quý vị phóng sanh, quý vị có mưu đồ rằng là quý vị có sức khỏe, biết rằng là nói phóng sanh có sức khỏe và tuổi thọ kéo dài, đây là một cái việc nói phương tiện để cho tất cả những người sơ học người ta phát tâm người ta làm. Nhưng muốn đi sâu vào Phật pháp là cái thiện này làm đừng có cầu cái sức khỏe và tuổi thọ kéo dài, thì nó mới sanh ra cái viên mãn của cái việc làm thiện mà trong Phật pháp dạy. Thí dụ như bố thí cúng dường, đừng có cầu rằng bố thí cúng dường là giàu có, nhưng đã nói nhân gieo thì quả có. Chúng ta bố thí giúp người thì cứ là bố thí giúp người, nhiệt tình mà làm việc này thì cái quả 100% là có. Cái tâm quý vị nó bao la như thế nào thì cái quả nó sẽ bao la như vậy. Còn cái tâm quý vị nó hẹp hòi sao để làm thiện thì cái quả nó cũng hẹp hòi như vậy thôi. Có nghĩa là cái nhân cái quả này nó rất là rõ ràng. Quý vị tự kiểm cái tâm thì quý vị sẽ biết ra cái nhân và cái quả như thế nào gọi là đúng đắn. Quý vị biết liền chắc chắn 100%. Nó những cái việc này quý vị mà đi đến chùa mà nghe rồi trong lòng mình cảm thấy rồi Phật pháp hay quá thầy ơi, Phật pháp quá là hay luôn á, vậy thì cuộc đời con không có buồn gì chứ, đúng không thầy? Đúng rồi, không có nên buồn bất cứ một sự việc gì hết trơn á. Thí dụ như bây giờ mình trong gia đình mình có 4-5 anh em, mà bây giờ mình là chịu thiệt thòi nhất trong gia đình, hiền hậu, mà sao anh em mình cứ hiếp đáp mình không à? Của cải anh em mình giật hết dơn của mình để cho mình cái nhà cũ kỹ, một miếng đất thì khô cằn. Trong lòng mình nói rằng hiền mà bị hẹp hòi quá, đúng là hiền thành dại, vậy thì không phải hiền. Nó không phải hiền nữa, vì cái tâm nó bị mắc mà nó không có chấp nhận, nó sanh tâm phiền não, nó muốn đố kỵ. Nếu mà nó giật được là nó giật lại liền, từ nơi đó người này không phải hiền nữa, người này là ác tâm, hiểu không? Cái người hiền á là người gì? Là khi bị anh em lấy hết của cải rồi mà trong lòng của mình nói với vợ với con mình thôi, cái gì cũng có nhân có quả của nó, người thân của mình đầy đủ mình mừng cho họ đầy đủ, như chúng ta đầy đủ chúng ta cảm thấy mình vui, vậy thì họ đầy đủ thì họ vui lắm, họ vui là tốt rồi, chúng ta mỗi ngày cũng tốt mà, đâu có gì đâu. Đây gọi là hiền đức. Nhớ. Nên có rất là nhiều người, quý vị nhìn họ hiền nhưng tâm họ không có hiền đâu, cái nội tâm của họ ác dữ lắm, không có hiền đâu quý vị à. Tuy chưa có làm cái gì bằng cái đôi tay làm ác, nhưng tâm họ ác dữ lắm mỗi ngày. Thì tự kiểm cái tâm mình đi. Nên Phật pháp chỉ người ta từ cái tâm. Tâm sanh tướng, tâm sanh cảnh mà. Nên từ đó, từ cái tâm mình nè, bây giờ học Phật mình chuyển những cái tâm ích kỷ nhỏ mọn đó, chuyển đi, chuyển từ từ, chuyển đi quý vị. Thì tức khắc nó có lợi ích rất là lớn cho cuộc đời học Phật của mình á. Nó không phải nói rằng quý vị đi đến chùa vì học Phật là nhà quý vị tự nhiên nó giàu, của cải nó nhiều, không phải đâu. Cái này là cái phước duyên thôi. Còn cái chuyện học Phật là nó đổi được cái nội tâm xấu xa của mình. Đó mới là cái việc quan trọng của cuộc đời mình đó quý vị. Như những đức ngày xưa một mình thôi mà nó bận tâm lo âu bao nhiêu việc. Vậy mà bây giờ những đức giải quyết bao nhiêu vấn đề gì mà tại sao những đức tự tại vô cùng. Những đức không có bận tâm gì, những đức có đem những cái thứ mà đã làm rồi đó bỏ vào tâm chi. Những đức đã làm được một phần nào rất lớn, nên mỗi ngày những đức rất là thoải mái. Những đức nói thật nha, có khi những đức muốn ghi tất cả những công việc mà một ngày mình làm, ghi lại để mà mình theo tình tự đó làm quý vị. Nhưng những đức khi mà cầm cái viết định ghi, những đức nói nhiều quá, không biết bắt nguồn từ đâu mà làm nó không đúng theo từng tự nữa. Thôi để tự nhiên đi, cứ để nó tự nhiên đi, đụng việc gì làm việc này. Quý vị nghĩ nó nhiều đến mức gì đó quý vị? Nhiều việc đến mức gì đó. Nghĩa là đang đi vòng vòng chùa thì đụng việc gì giải quyết việc này, hoặc là đang ngồi ăn cơm xong người đến báo này kia thì việc gì giải quyết việc này, để tự nhiên luôn, giải quyết cái gì xong rồi thôi.
Còn cái gì chưa đến thì để từ từ nó đến. Nên ngày nào những đứa cũng sống vô cùng tự tại, còn quý vị thì cần phải ghi ra đúng không? Ghi ra để chuẩn bị đúng không? Thì khổ rồi. Có khi nó cũng không tương tự theo công việc, việc này chưa cần làm mà tự nhiên nó đến, bắt mình phải làm thì không có được. Nên mình để tự nhiên vô cùng trong cuộc sống này thì tuyệt. Đây, rất là đông người nhưng những đứa sống rất là khỏe, khỏe lắm. Nó chưa bao giờ nói rằng là bây giờ rồi vài bữa tới lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm phải lo làm sao. Không có đâu quý vị. Cái gì cần làm là phải làm thôi. Năm nay Hòa Thượng chúng ta mừng thọ 80 tuổi. Ngày mai quý vị mùng 10 80 tuổi. Trong lòng của những đức và đại chúng đồ với quý vị đồ cũng nguyện Hòa Thượng ngày có sức khỏe, ngày trụ thế gian lâu dài. Những đức ở đây hành đạo được tiện lợi là cái đức của Hòa Thượng đó cho quý vị biết đó. Những đức nói thật lòng, dù những đức có giỏi cỡ nào nhưng mà nếu không có Hòa Thượng thì những đức làm không được á. Không làm được á, quý vị không ngồi đây được á. Từ đó cái nhân cái duyên của Hòa Thượng đây dày lắm á. Ở nơi đây ngài làm trưởng ban trị sự nhiều chục năm. Quý vị nghĩ cái gốc của ngài ở đây dày chắc cỡ nào. Đúng không? Mình phải hiểu chứ. Đó, nên á mình là cái thân cây dù có cứng nhưng nếu không có cái gốc thì cái thân cũng ngã. Còn nếu như mình cành lá xum xê mà gốc không chắc cũng ngã nè. Gốc vẫn là quan trọng, Hòa Thượng là gốc của chúng ta để nương theo để mà hành đạo tu đó. Ngài không có nói gì nhiều nhưng mà ngài là cái gốc đó. Những đức giỏi lắm cỡ nào cũng là cái thân thôi. Hiểu không? Chứ không phải gốc đâu, chưa đạt được cái trình độ của cái gốc. Phải hiểu nguyên lý này chứ. Nên từ nơi đó mà dù là mình không đi đến được hoặc là mình sắp xếp được thì mình nên đến. Tại vì đó cũng là một cái ơn nghĩa ấy. Thì chúng ta ngồi đây cũng nhờ cái cơ ngơ Hòa Thượng xây dựng. Quý vị nghĩ đi, mình cắt một căn nhà, mình thấy, quý vị thấy mình cũng cực lắm chứ không chi là cắt ở chùa. Xây ngôi chùa đâu có đơn giản đâu, quý vị thấy cái cột này không cũng không đơn giản không. Cây cột này thôi, cái nhà nhỏ nhỏ cũng dám cắt đường cái nhà. Cái cột bự quá phải không. Nên từ nữa đó nếu mà nhà dưới quê mà, nếu những đứa mà không đi tu mà ở dưới quê mà cứ vợ mà ra riêng á, dưới quê miền Tây ưa cho mấy cây tre, cắt cái nhà tre thì với mảnh đất bề ngang khoảng 4 thước, bề dài khoảng cỡ 6 thước, cắt cái nhà tre nó rồi cái sàn là tre thì chắc cây cột này cắt được 2 cái nhà tre. Không? Nó nên từ nơi đó thì thấy không, mà chùa mà cắt chùa lớn gì thì cái công sức cũng đâu đơn giản. Mà trong khi cái này ngày xưa là nó cũng là nghe nói là ở đây là vườn dừa nước nôi đầm sình này nọ được. Mà vậy mà giờ nó trở thành một cái hoàn cảnh gì đâu đơn giản đâu. Ngày xưa những đứa về đây nó đã có hoàn cảnh này rồi. Hoàn cảnh nó có sẵn gì hết trơn rồi đó. Chỉ là về đây là mình sắp lại một chút. Một chút thôi, còn ngoài ra thì tất cả ở đây là đã có sẵn. Thấy không? Nên cái gì cũng phải có trước có sau. Dù là Hòa Thượng ngày Chủ Nhật ngày không có ngồi đây ngày nói, nhưng mà cũng là ngày cho phép những đức được nói. Nếu như Hòa Thượng không cho phép những đức nói, những đức cũng không được ngồi đây nói đâu quý vị. 100% luôn. Phải nói rõ là gì đó. Thì dù là không nói gì nhưng mà cái tâm từ bi của các ngài cũng lớn. Mong hàng đệ tử tiếp nói để làm cái chuyện trong Phật Pháp này mà các ngài muốn đệ tử làm. Muốn mới làm được nè. Nếu mà ngài không muốn, những đức không làm được đâu quý vị à. Dù là những đức muốn làm nhưng ngài không cho làm sao? Nó ông Lê ông nói tầm bậy tầm bạ không cho ông nói là sao? Chùa tôi mà, tôi có quyền không cho ông nói được không? Đúng không? Nó ông ở trong chùa tôi mà ông thích ông đi đi chứ tôi không cho ông nói đó là sao? Nó nguyên lý là như vậy mà, mình phải biết trước biết sau quý vị. Và thượng vẫn là trước á. Đi đến đây thì đều là biết những đức không đúng không? Nó ăn tình nó gần gũi nhiều quá. Nhưng mà mình phải nhớ là cái gốc vẫn là từ Hòa Thượng mà ra. Những đức là người chịu làm, nhưng mà phải được có cơ hội cho người ta, cho mình làm. Một con người chịu làm mà không có cơ hội cũng thành mai một quý vị. Thí dụ như quý vị tài năng mà quý vị không có cơ hội để mà phát tài năng, chịu thua rồi. Con người có tài năng phải có cơ hội mới là thiên thờ địa lợi nhân hòa. Nó phải kết hợp, nó phải thành công cái cuộc đời này chứ không có đơn giản. Thiên là chờ, nó như là thiên thờ. Ông chờ đó không chấp nhận cái việc làm quý vị. Địa lợi là không có dùng đất đấy để chứa quý vị.
Nhân hòa là con người nó không ưa quý vị. Vì sống nổi không? Giỏi cũng chết rồi. Nó phải thiên thời địa lợi nhân hòa mới được. Nên những đức đến đây là đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nó từ nơi đó mà mới có thể hành đạo tiện lợi. Mấy năm nay ở đây với quý vị nè. Không? Nhưng mà những đức cũng biết nắm bắt cơ hội. Không đi đâu. Nên nó mới cắm cái gốc được vào cái gốc to. Gốc mình là gốc con. Nhưng mình trồng vào cái gốc bự. Để chịu cái gốc con của mình. Nó từ từ cái gốc mình nó cũng bự lên. Và thượng cũng mong muốn vậy đấy quý vị. Nên từ nơi đó mà năm nay ở bên kia được một đạo tràng nữa. Không? Đạo tràng Đại Tùng Lâm giờ phát triển lắm á. Số lượng người không ít hơn ở đây đâu. Không ít hơn đâu quý vị à. Và cũng rất đặc biệt á, phương pháp tu chuẩn xác luôn. Đạo tràng thanh tịnh, không tệ. Đặc biệt á, đạo tràng khuôn khép. Tại vì một đầu lo ra nên không tệ. Đạo tràng bển bây giờ quý vị vô tu cũng đặc biệt lắm á. Những đứa ở bên đó sao không biết được. Rồi tháng 10 này nè, thêm một đạo tràng thứ ba mà những đức cách nay mấy ngày có ra ngoài đó coi thử. Xây 3-4 dãy nhà xong hết rồi đó. Còn cái chánh điện là lên cái lầu 2 rồi xây rồi đó. Thì hòa thượng nói là tháng 10 xong á. Mà cái ngôi chùa đang xây đó là kỳ này xây cái màu sơn đẹp, nó khác những cái màu này hết. Nó đó là đạo tràng thứ ba mà hòa thượng có xây mấy cái tòa nhà lớn. Nhà 3 tầng mà đi thang máy luôn. Cho mấy bà già, bà nào yếu bỏ vô thang máy chạy lên trên. Theo, có nghĩa là mình thì đưa ra phương pháp tu, nhưng hòa thượng lại được cái duyên vô cùng lớn là xây chùa. Phải thiên thời không? Nếu như bây giờ những đức hành đạo được mà những đức không xây chùa được, chỗ đâu quý vị ngồi? Không có cần ngờ lấy cái gì hướng dẫn quý vị ngồi đây mà chúng ta tạo ra một cái nhân và cái quả được đây. Nhờ ngồi gì mình mới nghe chia sẻ Phật pháp được nè. Chứ bây giờ nói trời tu ở đâu thì ở đâu cũng tu được. Nhưng mà cái tập trung chúng đông gì nữa, cái quay lực nó không đơn giản đó. Nên từ nó đó mình phải hiểu cái nguyên lý của nó. Nên ngày mai là mừng thọ hòa thượng, tất cả các phái đoàn ai mà sắp xếp được thì chúng ta đi được, mấy người chúng ta đi được thì đi, còn đi không được thôi tùy. Nghĩa là những đức nêu lên quý vị. Nên chương trình mừng thọ 80 tuổi hòa thượng ngày mai khoảng 8 giờ rưỡi thì mình có mặt bên đạo tràng niệm Phật bên Đại Tùng Lâm. Chương trình mừng thọ hòa thượng. Ai đi xe Honda thì chúng ta cứ chạy thẳng vô ngay chăng vô cái bãi xe nhà bếp của mình đó. Cái bãi xe nhà bếp mình thẳng sau bếp á là có cái bãi xe chùa mình đó. Chạy vô đó thì có người giữ xe Honda cho quý vị. Còn ai đi xe hơi thì chúng ta có đậu xe bên ngoài, bao la chỗ đậu, thiếu gì chỗ đậu. Chạy xe thẳng vào bên trong cái chỗ mà ngay chăng cái chánh điện Vạn Phật á, phía sau đó đó. Thì đậu xe hơi đồ thoải mái thôi. Chỗ đậu rất là nhiều đó. Thì những đức ngày mai cũng bên đó chuẩn bị nấu ăn đồ này kia được. Làm lễ phóng sanh đồ này kia. Nhưng mà những đức đều là ở phía sau sắp xếp hết tất cả chương trình này kia. Miễn làm sao tiện lợi thôi. Bữa nay chiều những đức cũng qua bên kia, những đức họp của anh em những sắp xếp. Nó chắn ra mình cũng có cái tâm huyết nhiệt tình. Quý vị biết rằng á, những đức á, thì đến với ai những đức cũng có cái tâm rất là nhiệt tình. Nhưng chỉ có một điều những đức khuyết là cái gì quý vị biết không? Những đức mà gần người trên, những đức không có nói chuyện ngọt ngào được quý vị. Cái tính của người những đức là ngộ, là không bao giờ đến với bậc thầy của mình mà nói chuyện mà cái kiểu mà ví dụ như người ta, những đức thấy có những vị thầy người ta hay lắm nha. Người ta đến những vị hòa thượng người ta hay lắm. Người ta đến ta ngồi xuống, cái người ta quỳ kế bên cạnh, cái người ta nói chuyện với các vị hòa thượng, cái người ta vuốt 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 các vị hòa thượng được, thầy khỏe không nào nọ. Ngộ thay là từ khi những đức đi tu tới bây giờ hay ngoài đời gì chứ chủ cả gì luôn đó, không bao giờ mà đến gần mà những đức nói một câu gì mà những đức nói mà nghe mà giống như nó có một cái sự mà như là hót hót một chút á. Không được nghe quý vị. Nghĩa là cái gì cần nói thì nói một câu, rồi không nói thì thôi không nói. Nghĩa là cái gì thì trước công chúng những đức thích nói số lượng đông người, không có ngồi một mình mà chỉ trích người này người kia, không có nói. Nghĩa là người nào mà là người trên của những đức thì không bao giờ có cái chuyện đến gần người đó mà bất cứ nói ai cái gì chứ. Việc gì mình làm được là mình làm, còn làm được thì trình lên. Chứ không có cái kiểu mà ngồi mà nói chuyện này nói chuyện kia, hoặc là nói ngọt dịu bên cạnh thầy tổ được, không có. Nhưng mà những đức thì rất là có cái tâm thật sự mà nói là cái gì mà thầy muốn mình làm, mình muốn làm cho bằng được lắm á. Muốn làm cho bằng được mà cũng kiên nhẫn lắm chứ không đơn giản đâu. Nó cũng có cái tâm huyết lắm. Nhưng mà cái việc mà để ngồi bên cạnh mà on đơ cái này kia không gặp, không nói được. Hình tướng thì giống như là không lễ kính gì hết á.
Nhưng mà trong tâm thì rất là có một cái tâm, thật sự mà nói có cái tâm thương yêu, cái tâm quý trọng là thật sự trong tâm là có tâm đó. Thí dụ như bây giờ những đức nhớ ngày xưa thầy giảng nhàn nói một câu, chuyến này ông đi ông cố gắng hay không, ở đây 5 năm biết niệm Phật, ông cố gắng hướng dẫn ta niệm Phật, nuôi người già. Những đức nhớ thầy nói một câu, ông chỉ cần nuôi được 100 người già thôi, cái phước này không tưởng tượng được đâu. Những đức nhớ thầy ông nói một câu gì, chính những đức thấy một phương pháp đó hay, trả ơn cho thầy bằng cách nào? Quý vị thấy phải phiên người ta niệm Phật không? Có nghĩa là một cái cành đem đi cắm thành một cái gốc. Trong vòng mấy năm nay, một cái cành chặt một được một cái cành đem đi cắm thành cái gốc, tưới tẩm cái cành thành các cái gốc. Cái trả ơn này nó mới lớn lao nữa. Cái trả ơn này nó rất là lớn lao. Mà trong hạnh phổ hiền Bồ Tát dạy, y giáo tu hành cúng dường để mà báo ơn. Nhớ nghe. Thí dụ giờ những đức hướng dẫn vị niệm Phật, những đức muốn cầu kêu quý vị cảm ơn những đức câu nào đâu. Chỉ cần quý vị an lạc thôi, chỉ cần quý vị sống tốt thôi, sống với cuộc đời quý vị sống cho thật là tốt thôi. À, hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị. Ai di đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khổng tốc cả tử và chúng sanh về tịnh độ. À, chùa mình mỗi tuần từ chư tăng ni cho đến hàng cư sĩ về đây tu học rất là đông. Chủ nhật nào cũng đều rang, số lượng người đông lắm, khắp nơi về đây. À, quý vị biết rằng chúng ta đến thế gian này, mỗi một người chúng ta đều có một cái nghiệp từ sát sanh, nghiệp phá thai, nghiệp giết người đều có hết, nhiều lắm. Tuy là nói rằng nghiệp lực không có hình tướng, nhưng do chúng ta chấp tướng mà sanh nghiệp. Nhiều người chúng ta chấp nên thành sanh nghiệp, có nghiệp. Từ nơi đó mà những cái nghiệp chướng quan thân trái chủ đi theo mình nhiều lắm. Khi mình đi đến chùa, người ta cũng đi đến chùa. Khi mình nghe Pháp, người ta cũng nghe Pháp. Khi mình niệm Phật, người ta niệm Phật. Khi mình đi đến chùa mỗi tuần chủ nhật gì, người ta theo mình đi đến đây. Khi mình hoan hỷ, người ta cũng rất là hoan hỷ. Từ nơi đó mà khi cúng thiết thực, người ta vui lắm. Giống như mình đói mà ai mà nấu đồ ăn đãi mình ăn mừng lắm, vui lắm, cái cảm giác gì đó. Thì giống như người ta về đây mà mình vừa tu hành hồi hướng cho người ta, mà mình mời người ta dùng thức ăn, người ta vui. Dùng cái hình tướng này để mà mình cúng cho người ta hưởng được cái tâm thức mà mình hướng cho người ta đó, ta nhờ. Còn cái thức ăn này thì người ta không đụng được rồi đó. Nếu như mà những đức mà cúng mà bây giờ mấy miếng cam, miếng ỏi, miếng bánh này mà người ta cầm lên, người ta đi ngơ ngơ tùm lum, chắc trong đây chảy mất dép ha, đúng không? Cầm lên mà thấy bay 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 tùm lum la chứ chảy mất dép. Nhưng mà người ta hưởng được cái tâm thức của mình hướng đến người ta. Hương linh là bằng cái tâm thức mình dành cho người ta. Nên khi mà tu xong mà cúng là đặc biệt lắm, nó có một cái quay lực gì đó mạnh lắm. Khi những đứa cúng thiết thực nó có một cảm giác nó mát mẻ, nó thích lắm. Mà cúng xong rồi những đứa muốn no luôn, về bển ăn cơm được luôn. Tại vì sao? Vì mình cúng cho người ta hưởng được mình no qua cái tâm thức, hiểu không? Nên mà khi mà ngày chủ nhật quý vị đi đến đây tu, lợi ích cho quý vị và lợi ích cho phần hương linh mạnh lắm. Nhất là củ quyền thất tổ, ông bà, người thân mắt chưa siêu thoát hay chưa hương linh thai nhi, chưa siêu thoát, những cái đạo tràng gì nó lợi ích rất là lớn, lớn lắm. Thí dụ như chúng ta cầu an thì tất cả đều cầu an hết. Khi cầu siêu là cầu siêu hết. Bây giờ nếu những đức đọc một hai tên thì nó không có được bình đẳng và viên mãn, hiểu không? Đó nên chúng ta đem toàn bộ công đức này tỳ hỷ nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị. Nguyện cho họ hưởng được những cái phước duyên này đến với họ mà họ được an tâm và điều phát Bồ Đề Tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc.
Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, và chư hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù và đòi nợ. Khi buông xuống cái tâm hận thù và đòi nợ thì cái tâm thức của chư hương linh rất là vui. Còn nếu như quý vị mang cái tâm đòi nợ và trả thù thì quý vị khổ lắm. Tại vì tướng do tâm sanh á, cái tâm mà đòi nợ là cái tâm đó trong tam đồ ác đạo khổ lắm. Khi buông xuống cái tâm đòi nợ mà phát tâm niệm Phật rồi, cái tâm đó là giác ngộ nên nó vui, nó an lạc, nó sanh về cảnh giới an lạc của Đức Phật A Di Đà. Nên quý vị nên buông xuống cái tâm đòi nợ và từ hôm nay nên phát tâm niệm Phật để quyết chí về thế giới cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết từ công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đắng cô hồn chung ngã kim tây nhự cung, thừ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã nga nắng tam bà vả việt nhật ra hồng, án ngã nga nắng tam bà vả việt nhật ra hồng, tam bà vả việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, nổ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh nguyện vãng sanh từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thất Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp Pháp Bồ Đề Tâm, mô các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh vi tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thủy kiếp đến nay do thân miễn ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mây biển nghiệp. Mà đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mô các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài công mô các loài chúng sanh này, đó là tài thí, khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, mời quý vị xuống chai đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Hôm nay chùa mình chuối rất là nhiều quý vị. Mỗi người cầm vài bịch về kết duyên với người ta nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.